Xả vào tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn cho bác mã hàng đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá, cây gãi lưng. Đấy, cây này bữa trước đang bán là 30.000, hôm nay em xả kho. Đấy, vừa bán vừa tặng cho bác luôn. Giá sẽ là 10.000 một cây đâu nhá, 10.000. Lên mã em sẽ là cây gãi lưng, 10k một cây gãi lưng này, chỉ có 10.000 thôi. Giá nó rất là hạt rẻ bình dân luôn đây. Cái cây gãi lưng này bình thường nó ngắn này nhá, thì nếu mà các bác muốn dài các bác kéo ra. Đó. Ok không? Đấy các bác kéo ra. Đấy thi thoảng mình gãi lưng, đấy lưng rồi các thứ những cái chỗ nào mình không với tay để mình gãi được thì mình dùng cái này các bác gãi cho em. Đấy, đây phần đầu đó, đầu sừng này. Ok luôn nhá. 10k một cây này quá nhá, chỉ có 10.000 thôi. Đấy vừa bán vừa tặng vừa biếu bác chiên với bác này. Đấy dịp cuối năm nhá. Đấy có phần móc đeo này, ok luôn nhá. Chắc chắn cái phần ống này ống bằng inox đấy. Đấy, nói chung là đẹp mà dùng nó tiện. Đấy, mua về mỗi nhà một cây, mình thi thoảng mình rất là cần dùng những cái này. Đấy. Lúc nào mà lưng mà xa quá các bác không gãi được các bác dùng cái cây cho, nó gọi là cây gãi lưng nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cây gãi lưng, sản phẩm cây gãi lưng 10.000 một cây thôi. Đấy, 10.000 một cây, giảm giá chiên sập sàn bác luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, đó là cái bộ mũi khoan đa năng nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan đa năng, một bộ này sẽ gồm có là 5 mũi, em báo giá xả kho luôn này. Bộ mũi khoan đa năng này thì bữa trước đang bán giá là 150.000, hôm nay em về cho bác một cái giá cực kỳ tốt luôn. Giá chỉ còn có 100.000 một bộ thôi nhá. 100k một bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nha. Đấy, nó gồm có là 5 mũi nha, đây em sẽ mở ra bác coi. Một bộ này. Đấy. Đó bác coi bộ. Hàng bãi Nhật nhá, hàng bãi Nhật đây nó sẽ gồm có là 5 mũi này. À, 2 mũi dùng phổ thông dùng nhiều nhất này. Đấy các bác hay dùng nhất, sử dụng nhiều nhất này thì đó là 2 mũi 6 nhá, 2 mũi 6 này. 2 mũi 6 mm này. Đấy, tiếp theo thì là một mũi một mũi kích cỡ là 8 mm này. Đấy, 8 mm mũi 8 này. Một mũi nữa thì sẽ có cái kích cỡ là 10 mm này. Đấy, 10 mm. Một mũi nữa to nhất thì sẽ có kích cỡ là 12 mm nhá. Tổng sẽ gồm có là 5 mũi, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Và cái con này thiết kế nó rất là hay, nó thiết kế dạng là đầu tên lửa này. Đấy, cái đầu tên lửa này khi mà các bác khoan ấy nó vào rất là ngọt, đặc biệt là các bác khoan những cái dạng trơn trượt như là tường gạch men. Đấy, tường đá hoa, tường gạch men ấy, tường gạch gốm ấy là các bác khoan đấy, bình thường đến cái mũi bình thường là các bác hay rất hay bị trượt, thì khi mà bị trượt nó cực kỳ là dễ gây vỡ gạch đấy, nên nó rất là xấu. Thì các bác mua cho em cái con này về, cái phần đầu nó này thiết kế dạng tên lửa này, các bác cứ khoan các bác nhấp cho em vào từ từ nó vào rất là ngọt luôn đấy, hàng bao dùng bao xài bác luôn nhé. Về mà các bác không khoan được em cho các bác trả lại luôn đấy, cái này em cũng đã dùng trải nghiệm rồi, dùng cực kỳ ok luôn đấy. Các bác khoan sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền khoan cực kỳ ok, đặc biệt là trong cái điều kiện các bác khoan là nó bị trơn trượt nhiều đấy, thì các bác mua ngay cho cái bộ này về. Cái phần đầu nó là đầu tên lửa nên nó khoan nó vào rất là ngọt luôn nhá, vào cực kỳ ngọt luôn đó. 100.000 nhá, em nay em xả kho đấy, sập sàn bác luôn. 100.000 cho một cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nha. Đấy, có những cái chỗ khác đang bán 150-200 đấy, bên em đang xả kho gọi là bán lãi tình cảm với bác thôi. Đấy, 100.000 nhá, 100.000. Lên mã em sẽ là cái bộ mũi khoan đa năng 5 mũi nhá. Tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn, cũng là cái bộ đồ nghề dụng cụ. Đó thì em về thêm cho bác đó là cái bộ lục giác cũng như là bộ hoa thị hàng của thương hiệu GT của USA này. Đấy, USA. Bộ này thì bán cũng rất là nhiều luôn. Đấy, bán rất là nhiều nhá. Đây, một bộ bộ này là bộ hoa thị này. Đấy, bộ hoa thị nhá. Một bộ hoa thị sẽ gồm có là 2 4 5, tổng là 9 cây nhá. 9 cây các cỡ là từ 1.5 cho đến 10 nhá. 1.5 đến 10 hàng của Tool USA của thương hiệu GT này. Đấy, bộ này là bộ hoa thị này. Còn bộ này là bộ lục giác nhá. Đấy, bộ lục giác đây. Bộ lục giác đây. Đó, bộ lục giác này. Đấy, đầu là đầu lục giác nhá. Đầu lục giác. Đấy, đầu lục giác có đầu bi nhá, có đầu bi. Đấy, thì nó cũng có tổng là 9 cây từ cỡ là từ 1.5 cho đến 10. Thì đây là bộ hoa thị này. À quên, bộ lục giác đầu bi này. Còn đây là bộ hoa thị bộ bông này. Nhiều bác trong Nam hay gọi là bộ bông á, lục giác bông nhá. Đấy thì bên em hôm nay cũng xả kho bộ luôn. Đấy, các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là bộ lục giác hoặc là bộ hoa thị nhá. Lục giác hoặc là bộ hoa thị hôm nay em sẽ xả kho luôn cái bộ này. Bữa trước đang bán giá là 80.000, hôm nay em xả kho cho bác luôn. Giá chỉ còn có 50.000 một bộ thôi. 50k cho một cái bộ một cái bộ lục giác hoặc là bộ hoa thị này. Đấy thì các bác cứ lấy bộ nào thì các bác cứ liên hệ nhà em nhé. Lấy bộ lục giác thì báo là lấy bộ lục giác thì mình em sẽ nhặt cho bác bộ lục giác. Lấy bộ hoa thị thì mình em sẽ nhặt cho bác bộ hoa thị nhá. Hàng rất là đẹp luôn. Đấy, hàng cực kỳ ok, hàng của Mỹ mà nên các bác yên tâm về chất lượng đây. Đấy, không gì phải bàn đâu. Đây, phần hoa thị này quá nét nẹt luôn, đây phần lục giác này. Đấy, về các bác xoáy sử dụng anh em thợ thuyền xoáy thoải mái luôn. Rồi các bác sử dụng gia đình đôi khi rất là cần những cái bộ nhà. Đấy, rồi là đặc biệt là những cái đầu bộ đầu hoa thị này, nhiều khi những con ốc rất là khó. Đấy, vì nó bằng đầu hoa thị mà rất là khó kiếm. Đấy thì các bác mua trang cái bộ này về hầu gần như là xoáy được hết các loại ốc luôn. Đó. Bộ lục giác và bộ hoa thị nhá. Bên em đang bán đồng giá xả kho luôn.
chỉ còn có 50.000 một bộ thôi. Đấy, chỉ còn có 50.000 một bộ thôi thì các bác nhanh tay vào việc chốt đơn luôn này. Đấy, 50k đồng giá nhá. Bộ hoa thị cũng 50.000 và bộ lục giác cũng 50.000. Các bác lấy bộ nào thì các bác báo nha, để em nhặt cho bác bộ đấy thôi nhá. À, nhiều bác hỏi bên em còn kìm chết không thì em báo luôn là bên em vẫn còn kìm chết nhá. Đấy thì hiện tại em đang phân phối cái dòng kìm chết của thương hiệu Filter. Filter thì một trong những hãng về chuyên về những cái đồ kim khí, đồ cho anh em sửa chữa. Đấy thì đây, một con kìm chết của Filter rất là chất lượng luôn. Hàng đó là dòng chất thép CRV nhá, cực kỳ cứng cáp dây dẫn này. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng 5 vít này. 5 vít này. Đấy, 5 vít 1 2 3 4 5. Bình thường là các bác mua thị trường nó chỉ có 3 cho đến 4 vít thôi. Nhưng mà hàng nó làm rất là kỹ, hàng làm 5 vít luôn. Đấy, phần tay cầm có bọc ốp nhựa cao su chống trơn trượt. Đấy, khóa lẫy cái thứ vào ngon này. Đấy, rất chắc chắn luôn nhá. Cái hàng này thép rất là dày này, lò xo lò xiếc này, hàng thép cực kỳ dày luôn. Đấy. Gia công rồi là xử lý kỹ thuật các thứ là làm cực kỳ đẹp, chi tiết tỉ mỉ. Đó. Hàng mới keng nguyên vỉ đây các nhá, hàng mới keng vỉ này. Đấy thì bên em đang gửi bác một cái con kìm chết Filter này với giá sẽ là 80.000 nhá. Lên mã em sẽ cây kìm chết này. Đấy, cây kìm chết đang gửi bác là 80.000 trong một cây kìm chết hoặc là kìm bấm nhá. Nhiều bác hay gọi là kìm bấm. Đấy thì miền Bắc hay gọi là kìm chết hoặc là kìm bấm nhá. Đang bán cho bác là 80.000 một cây này các nhá, 80k một cây. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây chổi cọ sắt này. Các bác cứ lên mã em sẽ cái cây chổi cọ sắt nhá. Đấy, cây này thì bên em đang gửi bác là giá sẽ là 30.000 một cây này nhá, 30k. Đấy, con này thì nó là cái những cái đầu của nó là bằng cái đầu sợi sợi kim loại. Đấy. Đây, đấy khi mà bung nó xòe này. Đấy các bác về dùng để cọ đồ đạc đồ vật này, những cái phần xoong nồi các thứ này mình này. Đấy, dùng cọ được rất là nhiều việc luôn. Đấy. Đây. Đấy, nó rất là dài nhá, nó khoảng tầm 20 cm. Đấy, các bác cầm các bác cọ rất là hay luôn nhá. Lên mã em sẽ cái cây chổi cọ sắt nhá. Bên em đang gửi bác một cái cây chổi cọ sắt này với giá chỉ có 30.000 thôi. Đấy, đây nó có những cái đầu sợi sắt thép nó nhỏ li ti này. Đấy, đây này, nhìn này, đấy nó nhỏ li ti này. Ok luôn. 30k nhá, 30k cho một cái cây chổi cọ sắt thép này, chỉ có 30.000 thôi, dùng rất ok luôn. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Cái này bên em bán khá nhiều, các bác dùng rất hay. Đây. Các bác nhìn này, đó, đây, cọ xoong, cọ nồi này, cọ bát đĩa, cọ cốc, cọ chén này. Cọ đa năng, đấy sử dụng nhà bếp rồi là sử dụng trong rất là nhiều việc luôn nhá. Đấy dùng xong mình có thể rửa sạch treo lên. À, 30k một cây nhá, 30k một cây nha. Đấy, đây cái phần đầu lông của nó nhá. Đầu lông của nó là đầu lông bằng kim loại nhá, đầu lông bằng kim loại nhá. Nó rất là mềm. Mềm mềm, đấy mềm mềm và nó có lực đàn hồi. Đấy các bác dùng để cọ kè các thứ ra. Đấy, cho nó trà nó sạch đi ok luôn. 30k một cây chổi cọ sắt nhá, 30.000 một cây. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ vít V9 này. Lên mã cho cái bộ vít V9 này. Bộ này thì rất là hay. Đấy, nó là những cái bộ đầu về các bác vặn bu lông nhá. Đấy thì nó sẽ gồm có là các cái cỡ là từ nhỏ nhất là đầu 5 nhá, đầu 5 cho đến đầu lớn nhất là đầu 13 ấy. Đấy, nó sẽ gồm có 9 đầu nhá, 9 đầu. Đây đầu nhỏ là đầu 5 này. 5 này. 6 7 8 9 10 11 12 và 13, tổng sẽ gồm có là 9 đầu nhá. Đấy, đầu lớn nhất là đầu 13 đây. Đấy, con này thì cái phần chân nó sẽ là chân lục giác. Cái đầu chân này thì về các bác có thể lắp vào máy khoan bin, máy khoan cầm tay. Đấy, các bác có thể xoáy ok luôn, rất là tiện dụng nhá. Các bác xoáy bu lông, xoáy ốc vít thứ như nhà mình. Đấy, anh em thợ thuyền sửa chữa này. Đấy, rồi các bác sử dụng gia đình xoáy những dòng ốc cơ bản phổ thông là rất ok luôn. Đấy, từ 5 này. Ở đằng này là sẽ có 5 6 7 8 9 này. Ở đây sẽ có là 13 12 11 10 11 12 13 này. Đấy, con này thì ngoài bắn bù lông có thứ các bác có thể làm đầu bắn tôn luôn. Đấy có thể làm đầu bắn tôn luôn nhá. Đấy làm đầu bắn tôn luôn. Đấy thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ vít là bộ vít mã là bộ vít V9 nhá. Đấy bộ vít V9. Cái này thì em báo giá luôn. Đấy bộ vít V9 này. Bộ vít V9. Bộ vít V9 này. V9 này đang có giá là 40.000 thôi, 40.000 cho một cái bộ đầu khẩu 9 chi tiết nha. Đấy thì các bác lên mã em sẽ là bộ vít V9 nhá. Đang gửi bác là giá sẽ là 40.000 một đồng. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Cái con này nó xoáy rất là đa năng, xoáy ốc vít, xoáy bu lông. Rồi làm đầu bắn tôn nó ok luôn. Đây các bác cùng coi này. Đấy, đây. Con sản phẩm nhá. Đấy đây. Về các bác lắp trực tiếp vào trong cái máy khoan bin, máy khoan cầm tay của bác được sử dụng ngon lành luôn nhá. Vì cái chân của nó chân lục giác mà. Đấy các bác nhìn này, xoáy ốc này. Ngon lành luôn này. Đấy, xoáy ốc là ngon lành luôn này. Đấy thấy không? Rất ok nhá. Đấy, ngoài xoáy ốc thì các bác có thể bắt vít rồi là bắt ốc này. Đấy, ngon lành luôn, xoáy rất ngon lành, xoáy ra sẽ vào là ok. Đấy, rất ok. Về lắp vào trực tiếp vào máy khoan bin. Máy khoan cầm tay anh em nhá. Bộ đầu vít 9 chi tiết nhá. Lên mã em sẽ là cái bộ vít V9 nhá, bộ vít V9. Đấy, bộ vít V9 đầu từ đầu 5 cho đến đầu 13 nhá, từ đầu 5 đến đầu 13 đây. Đấy, rất ok. Giá chỉ có 40.000 thôi. Đấy, giá 40k một bộ này thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây kìm tuốt dây này. Lên mã em sẽ cái cây kìm tuốt dây nhá. Cây này về dùng rất là hay. Đấy, các bác mua về dùng để tuốt dây, cắt dây.
ngoài chức năng rút dây nó có thể cắt dây này. Đấy, rồi là phần đầu kẹp ok luôn. Đấy, có phần khóa hãm này. Đấy, khóa hãm ngon này luôn nhá. Con này thì các bác tuốt được các cỡ dây là từ cỡ nhỏ nhất là từ cỡ 0.6. Đấy, và cỡ lớn nhất là cỡ 2.6 nhá. Đấy, tuốt các cỡ dây là từ 0.6 đến 2.6. Ngoài chức năng tuốt thì các bác có thể cắt này. Đây nó có phần lưỡi cắt này, cắt cực kỳ ngọt luôn. Con này nói chung là tuốt ngọt lắm. Đấy, các bác cứ xem nó phù hợp với cái lỗ nào các bác cho đấy, các bác cầm các bác giật cái ra luôn, tuốt cực kỳ ngọt luôn. Tuốt rất sạch vỏ nhá. Có cả cái phần lò xo trợ lực này. Đấy, lò xo trợ lực rất ok luôn. Lên mã em sẽ đi cây kìm tuốt dây. Bên em đang gửi bác cho bác một cái mã cái cây kìm tuốt dây này, giá nó bình dân thôi. Chỉ có 40.000 nhá, về chuyên cho anh em làm điện làm đó này. Các bác sử dụng gia đình ok luôn. Kìm tuốt dây này. Đấy, kìm tuốt dây nhá. Giá đang gửi bác là 40k một cây nhá. 40k một cây kìm tuốt dây nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó là cái tay nắm cửa silicone. Đấy, tay nắm cửa silicone này, lên mã em sẽ cái tay nắm cửa silicone nhá. Bên em đang gửi bác một cái tay nắm cửa này với giá sẽ là 15k nhá. 15k cho một cái tay nắm cửa này, chỉ có 15.000 thôi, rất là ok. Đó, một chiếc tay nắm cửa dạng silicone các nhá, một tay nắm cửa dạng silicone. Đó, con này là dạng silicone. Về các bác ví dụ như nhà các bác mà cứ có cái tay nắm cửa hình chữ L ấy, là các bác có thể là xài cho con này ok luôn. Đấy, về các bác xỏ vào nhá, con này nó có là dạng silicone, nó co giãn. Đấy, tay nắm chữ L là các bác xỏ vào, con này nó chống va đập này, chống bị xước sát cửa, rồi là tay nắm các thứ này, bảo vệ khu vực tay nắm cửa, giá ok luôn nhá. Chỉ có 15.000 một chiếc thôi nhá, 15k. Lên mã sẽ là cái tay nắm cửa 15k, nói chung là các bác dùng cái này rất ok luôn. Đấy, nói chung là bảo vệ cửa giá cũng như là gia đình nhà mình. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Đấy, bình thường các bác đẩy những cái cửa nó hay đập vào trong tường này, hỏng, gây hỏng tường này, rồi là chẳng may nhà mình hay có trẻ con này kia chạy đi chạy lại nhiều, chẳng may có đập các thứ vào. Đấy, đập người thứ rất là đau. Đấy, các bác mua trang con này về, đấy lắp nó vào nhá. Đấy, đẩy cái nó dính vào tường luôn. Ở đây nó có phần này, nó dính vào tường rất ok. Đó, thấy không, rất tiện dụng nhá. Đó, thực tế về sản phẩm đây, tay nắm cửa nhá các bác nhá. Tay nắm cửa về các bác cứ có cái tay nắm cửa hình chữ L là các bác lắp cái này vào được là ok luôn. 15.000 một cái nhá, 15k trong cái tay nắm cửa nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang hàng đó là cái con máy vít chạy pin này. Cái con này về các bác sử dụng xoáy gia đình rất hợp lý này. Đấy, rồi anh em thợ thuyền xoáy con này ok luôn. Đấy, lên mã em sẽ được cái cây máy vít nhá. Con máy vít chạy pin, cái con này là nó có tích hợp pin sạc tích điện nó ngoài sẵn rồi. Thì về các bác cứ thế việc dùng thôi, nếu mà lúc nào hết pin thì các bác lại lôi vào các bác sạc nhá. Thì con này đây, cái chân sạc nó đây. Đi kèm thì bên trong hộp thì bên nhà xuất sẽ có đi kèm cho bác luôn là một cái dây cáp sạc nha. Đấy, đây các bác cắm vô đây. Và các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn của nó sẽ là cái nguồn cổng USB ấy, cổng cục sạc điện thoại ấy, hoặc là chân cổng nguồn USB 5V 2A là các bác cắm vào đây là các bác sạc được cho cái máy này rồi. Đấy. Và có đi kèm luôn thì bên sản xuất có bên trong nữa là hai cái đầu vít nhá, hai cái đầu vít cho các bác luôn. Đây. Hãng làm cho bác rất cẩn thận luôn. Đấy, đầy đủ cả sạc xiếc rồi cả đầu vít thứ này, hai đầu vít nhá, một cái đầu dẹt và một cái đầu ba kia. Thì về các bác xài đầu nào các bác cắm cái đầu này vào. Đấy, cắm đầu này vào. Đó, đầu các bác bấm này. Đấy, bấm là ngon này luôn. Tiến lên thì các bác vào, lùi xuống thì các bác xoay ra. Đấy, tiến lên và vào, lùi xuống là ra thế thôi. Rất ok. Đây nó có hai cái nút bấm này. Rất tiện dụng, ngon này chắc chắn. Cầm nó rất là vừa tay nhá. Con này cầm rất là vừa tay, cầm nó không bị nhỏ quá hoặc là cầm nó không bị to quá. Đấy. Cầm khá là chắc tay, đầm tay nhá. Đấy, các bác có thể cầm như này. Các bác có thể cầm như này. Đấy, cầm như này được. Và các bác cầm như lại được này. Đấy, nói chung là các bác sử dụng cầm được nhiều thế nhá, cầm nhiều thế nói chung là tiện dụng nhá. Xoáy vít nhá, đây con này cái lực xoắn mô man của nó, cái lực xoắn mô man nó, cái mô men ấy xoắn của nó rất là khỏe đấy. Các bác nhìn em biết này, em biết tay này. Đấy, biết tay rất là chặt nhá, nhưng con này nó vẫn vượt lên luôn. Đấy, thì các bác biết là cái lực của nó, lực xoắn nó nhá, rất khỏe luôn nhá. Đấy, nhỏ nhỏ thôi nhưng khỏe cực kỳ luôn. Đó. Lên mã em sẽ đeo con sản phẩm là cái con máy vít nhá, máy vít chạy pin nhá, máy vít chạy pin. Con này em báo giá luôn. Đang gửi bác là giá sẽ là 130.000 một cây thôi. Đấy, về các bác sử dụng gia đình này, xoáy những cái đồ đạc các thứ điện gia dụng nhà mình, anh em thợ thuyền dùng này cũng quá ok luôn nhá. Lên mã cho con máy vít này, máy vít pin dạng mini, giá của nó sẽ là 130.000 thôi, 130k cho một chiếc máy vít pin này. Đấy, 130k rất tiện dụng. Đi kèm bên trong thì sẽ có là cho bác là hai đầu vít này, rồi là cả cái cọng dây cáp sạc luôn, còn thân máy chính nhá, hàng rất ok. 130.000 full combo cả hộp này luôn là 130.000. Tiếp theo em lên luôn cho bác hàng đó là cái cây cạo lưỡi này. Nhiều bác hỏi em là đợt này còn hàng không thì em báo luôn bác là vẫn còn hàng phụ bác nhá. Đó là cái cây cạo lưỡi vệ sinh khoang miệng không miệng này. Đấy, đó là cái cây cạo lưỡi vệ sinh lưỡi nhá, rất tiện dụng luôn. Cái này thì nó là inox 304 nên các bác dùng yên tâm lên sức khỏe nhá, không lo ảnh hưởng đâu. Đó, đây. Inox 304, nó là cái một cái cây để các bác dùng để vệ sinh cạo lưỡi. Đấy, cạo lưỡi, trà cạo lưỡi cho nó sạch sẽ đi nhá, ok luôn. Đó.
Giá thì bình dân hạt rẻ thôi, chỉ có 20 ngàn thôi nhá, 20k là có kèm cho bác là cả một cái hộp đựng này nữa nhá. Thì các bác có thể mang đi du lịch đi chơi hoặc mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng ok luôn. Đấy, rất là xinh, ok nha. 20k nhá, 20k cho một cái cây cạo lưỡi nhá. Lên mã cho em xem cái cây cạo lưỡi vệ sinh lưỡi. Đấy, cạo lưỡi. Cây cạo lưỡi này, cạo lưỡi vệ sinh lưỡi đang bán bác là 20k. Đấy, việc cạo lưỡi vệ sinh lưỡi rất là quan trọng nhá. Đấy, thi thoảng các bác sử dụng sáng đến mình dùng cái cây này mình cạo lưỡi cho nó sạch sẽ, để cho vừa nó thơm mồm thơm miệng này, thứ hai là nó các bác để ăn uống các thứ là xong. Đấy, thức ăn các thứ nó bám dính vào trong lưỡi rất là hay bị vi khuẩn bệnh nấm lưỡi thứ rồi. Đấy, các bác mua cái cây này về các bác vệ sinh lưỡi em rất sạch sẽ ok luôn. Đấy, cạo này cứ thế các bác cạo nó hết những cái chất nhờn chất cặn ở trên lưỡi các bác đi là sạch sẽ ok luôn. Đấy, khoang mồm khoang miệng sạch sẽ hơn nhá. Cây cạo lưỡi nhá, cả hộp này luôn là 20.000 một cây nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái cây vòi đồng tưới cây này. Đấy, vòi đồng tưới cây. Cây này thì tại vì em đang bán giá cũng rất là bình dân nên bác dễ mua. Giá chỉ còn có 30.000 thôi, 30k nhá. Lên mã em sẽ là cái cây vòi đồng. Đấy, vòi đồng tưới cây. Đám bán nó bác là 40.000 thôi nhá. 40k, 40.000 cho một cái cây vòi đồng tưới cây nha. Đấy. 40k một cái vòi này cũng nhá, vòi đồng tưới cây. Đấy, nó là một chiếc vòi nhá, một chiếc vòi. Đấy, một chiếc vòi bằng đồng này. Đấy. Đây, đấy, cầm rất chắc chắn luôn. Và bên em có gửi kèm thêm cho bác là một cái vòng đai siết này. Đấy, về các bác kết nối cái này vào nguồn nước và các bác dùng cái đai siết này các bác siết cho nó ôm chặt vào. Đấy, có tặng kèm nữa một cái đai siết. Còn đây là cái thân vòi chính nhá, thân vòi chính nhá. Đấy, thân vòi chính. Con này nó có chỉnh được các chế độ nước không nhá? Chỉnh được các chế độ nước này. Các bác chỉnh tia xa, tia phun xa, tia phun gần này, rồi là các bác chỉnh các chế độ nước, ví dụ như là phun xương này, phun hạt to hạt nhỏ là các bác xoay cho em cái vòng này nhá. Đấy, cái vòng này là cái vòng chỉnh chế độ nước nhá, để sao mà các bác phù hợp với cái cây cối như mình nó phun. Đấy, phun tưới cây này, phun rửa sân các thứ này. Đấy, rửa sân thì sướng, tưới cây. Đấy, các bác lắp vào cái nguồn nước nhà mình về, các bác có dây sẵn rồi, các bác mua cái vòi này về các bác lắp vào là xài thôi. Có tặng kèm thêm cho bác là một cái đai siết nha, để về các bác kết nối với cái dây nhà mình và các bác dùng cái đai siết này các bác siết và nó chặt chẽ này. Đấy, ok luôn, 40.000 nhá. Đấy, 40.000 cho một chiếc vòi đồng tưới cây. À, cầm rất là nặng luôn. Đấy, đồng ngon lành luôn nhá. Vòi đồng tưới cây 40k một chiếc này. Sản phẩm tiếp theo thì em cũng lên luôn cho bác mang, đó là cái cây cái này là cái cây tỉa lông mũi này. Lên mã sẽ cái cây tỉa lông mũi nhá. Cây tỉa lông mũi này thì tại vì em đang gửi bác giá cũng rất là hạt rẻ bình dân. Lên mã em sẽ cái tỉa lông mũi. Đang gửi bác một cái tỉa lông mũi này với giá chỉ có 30.000 thôi. 30k cho một cái tỉa lông mũi này, giá nó rất là hạt rẻ. Đó. Cái này thì về đây. Về thì các bác chỉ việc là mở nắp hộp này, sau đó các bác lấy cái này cho thẳng vào trong lỗ mũi của bác và các bác bấm chưa. Đấy, bấm cho em thì con này nó đây, nó dạng vòng xoay này. Đấy, vòng xoay ngược, vòng xoay xuôi này, nó sẽ nghiến đứt hết những cái lông mũi của bác nhá. Đấy, các bác bình thường là các bác hay dùng những cái cây kéo các thứ rồi các bác chọc vào lỗ mũi. Đấy, các bác cắt nó rất là nguy hiểm đúng không. Đấy, các bác mua ngay cho em một cái cây tỉa lông mũi này về, các bác cho vào, các bác cứ bóp đều tay cho em, bóp đều tay cực kỳ an toàn hiệu quả. Đấy, không gây đau rát, không gây chảy máu mũi nhá, mà đôi khi ví dụ các bác gây xước sát chảy máu mũi nhá, nó rất là khó vệ sinh rồi là khó chữa vết thương nhá. Đấy, đi bác mua cho này, vừa an toàn vừa hiệu quả mà rất ok, giá nó bình dân, nó chỉ có 30.000 thôi mà sử dụng rất ok luôn. Lên mã em sẽ là cái cây tỉa lông mũi nhá, giá đang gửi bác là 30.000 một cây này. Đấy, 30k cho một cái cây tỉa lông mũi nhá. Nói chung là dùng ok, một cái sản phẩm nó liên quan đến vấn đề sức khỏe an toàn thì các bác nên sắm cho một cây nha. Tỉa lông mũi 30.000 một cây. Kem đánh răng Nhật và thuốc nhỏ mắt thì bên em vẫn đang còn hàng và hiện tại vẫn đang được giảm giá trong cái dịp cuối năm này nhá. Đấy, kem đánh răng Nhật thì hiện tại đang có giá là 60.000 một típ thôi nhá, chỉ có 60.000 thôi, giá rất là bình dân. Hàng của thương hiệu Santa, một típ kem đánh răng của Nhật này thì sẽ có trọng lượng là 170g nhá. Đấy, dòng kem đánh răng muối cực kỳ là tốt cho hệ lợi có nhá. Đấy, hệ lợi yếu này. Đấy, các bác mua cho em này, hoặc là răng bị ê buốt thì các bác mua cho em sản phẩm về dùng rất là tốt luôn. Đấy, cái này thì em cũng đang dùng, nhà em cũng đang dùng thực tế khoảng tầm 2 năm nay, em thấy rất ok luôn, đánh cực kỳ sạch nhá, đánh rất là sạch luôn. Bình thường đấy các bác đánh như dạng này cái răng kia nó rất là hay bị bó răng, cái này các bác đánh xong là cảm giác răng lại nhẹ mồm luôn. Đấy, dùng rất thích nhá, một típ là 170g. Đấy, rất tốt cho lợi này, rồi níu này, bác nào hay bị ê buốt chảy máu chân răng này dùng cực kỳ tốt luôn. Đấy, dùng cực kỳ tốt luôn, cái răng của Nhật nhá, của thương hiệu Santa. Đó, một típ kem răng của Nhật nha, sẽ có giá là 60.000 nhé, 60.000. Lên mã em sẽ giúp cho em sẽ là phẩm là kem Nhật hoặc là kem răng của Nhật, đang có giá là 60k một típ nhé, 60k cho một típ kem răng Nhật này. Đấy, các bác thử mua một vài típ về trải nghiệm dùng cực kỳ ok, em đảm bảo bác luôn, dùng nghiện luôn. Đấy, nó có một cái vị muối the the mát nhé, dùng thích lắm. Đó, 60k một típ kem răng của Nhật nha. Đấy, cái này em bán khá nhiều, con bác lấy
cả chục típ luôn, mua về làm quà tặng cũng rất ok nhá. Đấy, 60k một típ canh dầu Nhật này. Ngoài ra thì đây, thuốc nhỏ mắt thì bên em vẫn còn hàng để vụ bác nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là thuốc nhỏ mắt này của thương hiệu Roto. Đây thương hiệu Roto này, đấy, logo Roto nhá. Thuốc nhỏ mắt chứa toàn những thành phần rất là tốt cho mắt, ví dụ là vitamin E này, B6 này, muối, natri này, rồi là kali. Toàn những thành phần giúp bổ mắt này, sáng mắt này, đặc biệt cho bác nào hay bị mờ mắt này, mắt kém này. Đấy rồi là các bác người già dùng rất là tốt luôn nhá. Một cái lọ thuốc nhỏ mắt 12 ml nha, thì bên em cũng đang gửi bác giá thì cũng rất là bình dân thôi. Chỉ có là đi 60.000 thôi nhá, bằng giá với kem đánh răng luôn, 60k nhá. Lên mã em sẽ là thuốc nhỏ mắt của Roto, hàng mới và nguyên siêu này. Đấy, hàng mới và nguyên siêu cho bác này. 60k một típ này nhá, 60k một típ này. Nhiều bác hỏi là hàng này còn date không thì em báo luôn này, những cái hàng mà liên quan đến sức khỏe thì yên tâm là date bên em vẫn rất là quan trọng nhá. Con này date là đến tháng 5 2026 này, nên là các bác yên tâm nhá, dùng thoải mái đi. Đấy. Thuốc nhỏ mắt của Nhật nhá, rất là tốt cho mắt luôn. Đấy, rõ vào như các bác trước khi đi ngủ các bác rõ vào sáng dậy các bác thấy khác hẳn luôn. Đấy, dùng khác bọt hẳn luôn. Đấy, hàng của Nhật, hàng của hãng Roto nên là dùng nó vẫn chất lượng các bác nhá. 60k một lọ thuốc nhỏ mắt của Roto nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái đó là cái rổ chắt nước này, cái này rất hay. Đấy, nó sử dụng các bác dùng để vo gạo này, rồi là các bác hay rửa những cái loại hạt bình thường hay là các bác hay gạn đấy, gạn nó hay bị trôi theo cùng dòng nước như ở đây này. Con này rất là hay là ở đây nó có một cái lớp lỗ này. Đấy, khi mà các bác gạn đấy là cái phần hạt nó vẫn đứng như đây và cái phần nước nó sẽ róc hết ra. Đấy, vừa có thể làm một chiếc ca múc nước này, vừa có thành một chiếc giá, nói chung là để sử dụng đa năng luôn. Giá thì đang gửi bác là 20.000. Con này chất liệu nhựa dẻo ABS cao cấp nhá. Đấy, nhựa dẻo ABS cao cấp bo viền này rất chắc chắn luôn. Cầm rất là tiện, có phần quai cầm nhá. Đấy. Con này đường kính thì nó rơi vào khoảng tầm là đi nó cũng khá to, khoảng tầm lít 2 lít đấy các nhá. Đấy. Đây. Đường kính của nó rơi vào tầm 16 cm này, khá là to tát nhá. Đó, đây, rất hay luôn. Đấy, mỗi lần mình vo gạo, vo hạt cái thứ này, các bác dùng để các bác gạn nha, rất là tiện luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái rổ chắt nước nhá. Đấy, rổ chắt nước hoặc là cái rổ vo gạo đều được. Đấy, bên em đang bán cho bác là 20.000 một cái này. Đấy, hoặc là cái này các bác có thể dùng làm cái ca đựng chứa được, rất ok luôn. 20k một chiếc nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này đây. Mấy đây. Bạn hậu đậu như tôi chắc hay gặp cảnh này. Mỗi lần vo gạo đều đổ ra rất lãng phí và mất vệ sinh. Đừng lo, em rổ chất nước này có thể giúp bạn. Chất liệu nhựa TNT cao cấp an toàn. Thiết kế có tay cầm, bo viền siêu chắc chắn. Có lỗ phía trước để chất nước. Sử dụng để vo gạo, rửa các loại hạt không lo bị lọt. Đặc biệt thiết kế 2 trong 1, vừa làm chậu rửa vừa làm rổ siêu tiện. Tiết kiệm diện tích cho những bạn có căn bếp nhỏ. Mấy bạn hậu đậu như tôi chắc hay gặp cảnh này. Mỗi lần vo gạo đều đổ ra rất lãng phí và đấy các bác đổ gạo hay bị ấy này, nhưng mà cái này các bác cho vo đây nhá. Vo đây là các bác đổ ra nó rất là tiện dụng luôn. Đấy. Đấy, các bác nhìn vo gạo này, đấy, chắt nước gạo này rất là ngon lành, rồi là những cái dạng hạt nhỏ này các bác dùng này. Đấy, 2 trong 1 nhá, vừa làm chậu rửa này, vừa làm rổ luôn. Đấy, vừa làm chậu rửa này, vừa làm rổ luôn. Đấy, nó chỉ có 20.000 thôi, các bác về dùng sử dụng gia đình rất là hợp lý luôn. Đấy, 20k nhá. Đó, rổ chắt nước hoặc là rổ vo gạo, vo hạt đều được. 20k một chiếc thôi nhá. 20k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái cây liếc mài kim cương này. Lên mã em xem cái cây liếc mài kim cương nhá. Cây này thì về các bác chuyên dùng để mài dao, mài kéo cực kỳ là ngon lành luôn. Con này nó chám một cái lớp kim cương nhân tạo nhá, hàng của Nhật. Hàng của Nhật, hàng nội địa Nhật này. Đây. Đấy. Diamond này, Diamond Sapper này, Diamond Sapper, con này chám một lớp kim cương nhân tạo nhá, made in Japan. Đấy, khi mà các bác mài các bác liếc này, con này thì nó rất nhiều chức năng. Đây, bình thường là các bác hay dùng để mài dao này. Đấy, ngoài chức năng là mài dao thì các bác có thể dùng để rũa, đấy, rũa dao, rũa kéo, ok luôn. Cái phần mặt trên này thì nó vát vát, các bác dùng để mài. Còn cái mặt dưới nó phẳng, các bác dùng để rũa. Đấy, các bác rũa này, rũa lưỡi dao, lưỡi liếc các thứ nó bị mẻ, ok luôn. Đấy. Nó là cái liếc mài kim cương nhá, bên ngoài nó phủ một lớp kim cương nhân tạo nhá, các bác mài rất là nhanh sắc luôn. Con này về các bác gại dao cực kỳ nhanh sắc luôn. Đấy, hàng made in Japan. Con này thì em báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái liếc mài kim cương nhá, liếc mài kim cương. Bên em đang bán cho bác một cái chiếc liếc mài kim cương này với giá sẽ là đi 100.000 nhá, liếc mài kim cương này. Liếc mài kim cương nhá. 100k nhá, 100k cho một cây liếc mài kim cương nhá, 100k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con máy sấy đũa thìa này. Cực kỳ nhiều bác hỏi cái con máy sấy đũa thìa này đây. Đấy, em về được cái con máy sấy đũa thìa cực kỳ ok luôn. Cái này về thì rất là dễ dùng thôi. Đấy, đi kèm thì nó sẽ có một cái miếng dán này, các bác về không phải khoan đục gì.
Còn nếu mà các bác không muốn dán thì mình có thể là đóng hai cái đinh, sau đó các bác treo lên nha. Nó có cả cái lỗ xỏ đinh như này. Còn không thì nó có cái miếng dán này đi kèm rồi. Về thì các bác bóc cái miếng dán này ra, sau đó các bác dán trực tiếp lên tường. Cái này rất là dễ dùng thôi, cắm trực tiếp vào nguồn điện. Con này nó sử dụng cái nguồn là cái nguồn 5V nhá. Cái nguồn này là cái nguồn cổng USB này. Cái cổng nguồn 5V này. Đấy, ví dụ như là nhà có cái cục sạc điện thoại ấy, là các bác cắm vào đấy là các bác xài thôi. Đấy, cắm vào. Và khi mà cắm vào thì nó sẽ lên đèn báo nhá. Cắm vào nó sẽ lên đèn báo đây, cắm cho bác xem coi. Đấy, cắm vào nó sẽ lên đèn báo như này. Đấy, các bác bật nó sẽ lên. Và bắt đầu là đũa thìa các bác rửa xong thì các bác cho vào đây. Đấy, các bác cho đây nhá, cho vào đây. Đấy, thì ở trên này nó sẽ có một cái quạt gió, nó sẽ thổi nhá, thổi liên tục luôn. Đấy, và nó có cả cái chế độ là khử khuẩn đây này. Các bác ấn sang cái nút màu đỏ này thì nó sẽ có kết hợp là vừa cả quạt vừa cả tia cực tím nó khử khuẩn này. Đấy, đây các bác nhìn thấy cái đèn cực tím chưa, nó khử khuẩn nhá. Đấy, và có cả quạt nó thổi xuống nó làm khô đũa rất là nhanh luôn. Đấy, mỗi lần đũa thìa các bác ăn xong nó hay bị ẩm ướt đấy, thì các bác cho ngay luôn cái này, nó rất là khô. Đấy, khô sạch thơm đũa, nó không bị ẩm mốc, nó bị hôi không nhá. Đấy, rất ok. Đấy, khi mà cho xong nó các bác đậy kín nó vào và các bác cứ thế là các bác xài thôi, cứ cho máy nó chạy lúc nào mà nó. Con này nó dùng cái nguồn 5V nên là cái điện nó hết rất là ít, quá điện hết rất ít, nó không đáng bao nhiêu cả nhá, không đáng bao nhiêu cả. Đấy thì lúc nào ăn thì các bác lại lấy ra thôi, lấy ra là các bác tắt đi. Đấy, các bác bấm tắt đi và bắt đầu là các bác lấy ra các bác xài. Mình dùng rửa xong thì mình lại cho vào đây, mình lại sấy cứ thế thôi. Đấy, cứ sấy ngày qua ngày. Đấy, con này nó có hai chức năng là chức năng sấy đũa khô và chức năng là khử khuẩn diệt khuẩn nhá, có tiêu UV diệt khuẩn rất là hay luôn. Đấy, giá thì em báo luôn, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái máy sấy đũa thìa nhá. Đấy, máy sấy đũa thìa này thì đang có giá là đi 90.000 đâu nhá. Máy sấy đũa thìa đang có giá là 90k một chiếc nhá, 90k cho một chiếc máy sấy đũa thìa nhá. Đấy, 90k. Con này nó sử dụng cái nguồn sẽ là cái nguồn 5V nhá các bác nhá, nguồn 5V, tức là về các bác có những cái cục sạc điện thoại như này là các bác cắm, các bác sử dụng cái nguồn đấy là xong, là các bác cắm vào là các bác xài. Đây, cái chân của nó, chân nguồn vào là chân USB nhá. Còn nếu mà các bác không có thì mình có thể mua thêm. Đấy, thì bên em hiện tại đang bán thêm cho bác cái cục sạc 2A. Nguồn ra là 5V 2A như này. Đấy, cục sạc của Samsung này. Thì bên em đang gửi bác là một cái cục sạc 2A như này, sẽ có giá là đi 30.000 một cục nhá, 30k một cục, 30k. Đấy, 30k lên mã em sẽ là cái cục sạc 2A này. Cục sạc 2A đang gửi bác là 30k một cục này nhá, 30.000 một cục sạc 2A như này. Đây, cái cổng ra của nó sẽ là cổng USB và cổng vào là cổng 220. Đấy, nguồn ra của nó sẽ là nguồn 5V 2A này. Đấy, 5V 2A, hàng của Samsung nhá. Đấy thì các bác có nhu cầu mua thêm cái cục này thì bên em có bán thêm cho bác là 30.000 một cục. Còn nếu mà các bác lấy nguyên máy sấy đũa không, máy sấy đũa thìa không thì là 90.000 nhá, 90.000. Đấy thì sẽ có kèm thêm bác là những cái phụ kiện miếng dán tường thứ đầy đủ bên trong. Đó, và nhớ cho em là con này nó sử dụng cái nguồn là cái nguồn 5V. Nên là các bác dùng yên tâm là không lo nó bị tốn điện ở nhà nó có nhá. Đấy, vì cái nguồn 5V này nó dùng hết rất ít điện, nó như kiểu là các bác sạc điện thoại đâu nhá. Đấy, nó không hết đáng bao nhiêu đâu. Còn đây là cái cục sạc chính này. Muỗng đũa nếu chỉ rửa bằng nước rửa chén không thôi rất dễ bị ẩm mốc, lâu ngày sẽ sinh ra vi khuẩn. Đây là cái hộp đựng muỗng đũa kim luôn chức năng khử khuẩn, nó có hai chế độ là sấy khô và chiếu đèn cực tím diệt khuẩn. Gia đình sử dụng cái hộp này về lâu về dài sẽ rất an toàn cho sức khỏe. Mọi người ai có nhu cầu thì bấm vào giỏ hàng ngay phía mũi tên nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, các bác dùng để sấy đũa sấy thìa rất là tiện luôn. 90.000 một chiếc nhá. Lên mã em sẽ là cái con sản phẩm làm máy sấy đũa thìa. 90k nhá, 90k. Đấy, và con này nó sử dụng cái nguồn là nguồn 5V. Thì nếu mà các bác mua thêm cái cục nguồn 5V 2A nữa thì bên em đang bán thêm cho các bác một cái cục nguồn 5V 2A của Samsung này nữa thì là 30.000 một cục này. Đấy, cục này nó sẽ cấp nguồn được cho cái máy này. Còn nếu mà gần nhà các bác có rồi thì mình có thể là dùng luôn cái cục đi, không cần mua thêm nữa nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái khăn lau tay treo tường này. Bên em đang bán một cái khăn lau tay treo tường này với giá là 10.000 nhá. Đấy, thì cái này nó có sẵn một cái dây đeo này thì về các bác móc lên. Đấy, để các bác treo ở trong nhà bếp nhá. Đấy, dùng để lau tay, mỗi khi mình có nấu ăn nấu nước là tay mình nó hay ướt át thì mình lau tay lau nước cho nó sạch sẽ. Lau tay lau bát ok luôn. Cái này nó là dạng bông nỉ nhá, cực kỳ thấm hút nước. Đấy, thấm hút nước rất tốt luôn, lau rất là sạch tay. Đấy, và cái này thì khi mà dùng nó hơi bẩn một chút thì các bác có thể là giặt rũ phơi khô đi, mình lại dùng lại được nhiều lần nhá. Đấy, nói chung là tái sử dụng được nhiều lần. Đấy, đỡ phải tốn những cái giấy kia đi. Đấy, nhiều khi các bác dùng những cái giấy kia các bác lau rất là lãng phí thì các bác mua cho em cái này về, vừa tiết kiệm kinh tế mà sạch sẽ này. Đấy, dễ dàng lau. Khăn lau tay treo tường nhá, đang bán cho bác là 10k một chiếc này nhá. 10k cho một chiếc khăn lau tay treo tường này, chỉ có 10.000 thôi. Đấy, mua về sử dụng mình treo lên cái tường nhà bếp nhà mình lau nhá. Đây, khi mà treo lên nhìn nó rất là đẹp này. Đấy, các bác treo lên dùng để lau tay
Đấy, móc lên lau tay lau bát này. Đấy, mỗi lần là mình có làm bếp làm giáp tay chân âm dầu mỡ này rồi là nó ướt át này thì các bác dùng để lau nhá. Đấy, dạng bông nỉ. Các bác dùng lau nó rất là sạch luôn. Đấy, và nó thấm hút nó rất là tốt nhá. Chỉ có 10 ngàn thôi. Đấy, mua cái này nó coi như em bên em đang bán thêm bác thôi chứ thực ra cái này hàng không có lợi đâu. Đấy, bán thêm bác nhá. Đấy. 10 nghìn cho một chiếc khăn lau tay treo tường nhá, 10k một chiếc nhá. Đấy, lau rất là sạch luôn. Nói chung là nhà bếp nên có một vài cái trong bếp mình treo lên, đôi khi rất là tiện luôn. Đấy, ví dụ như mình đang làm tay ướt hết là mình muốn nghe điện thoại tí rồi. Đấy thì mình quay ra có này mình lau tay qua cái đấy mình vẫn nghe điện thoại. Đôi khi mình tay ướt hết là mình rất là khó chịu hoặc là lau lau vào quần áo giờ nó ướt hết. Đấy thì mình mua cái này về. Đấy, sạch sẽ tiện lợi mà ok. Sản phẩm cây kéo gà Đức để cho các bác sử dụng nhà bếp này, các bác cắt thực phẩm này, cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, cắt rau củ quả cho em cây này quá ok luôn. Hàng của thương hiệu Willing thôi nhá, Willing, hàng made in Germany, cực kỳ ok, sắc bén lắm, cắt cực kỳ ngon. Con này ngoài chức năng là cắt thì mình các bác có thể sử dụng để đánh vẩy cá này, cái phần răng cưa để các bác đánh vẩy cá nhá. Cái này thì giá hạt rẻ bình dân thôi. Lên mã em sẽ sản phẩm là cái cây kéo gà Đức nhá, đang bán bác là 90k một cây này, 90.000 cho một cây kéo gà Đức nhá, 90k thôi. Giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok, sử dụng nhà bếp này, cắt thực phẩm này, đấy, rau củ quả thịt cá thứ ok, 90k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái vỉ đũa Hàn Quốc này, vỉ đũa 10 đôi Hàn Quốc nhá. Bên em đang bán một vỉ đũa 10 đôi Hàn Quốc này là giá là 30k nhá. Lên mã em sẽ cái vỉ đũa Hàn Quốc này. Vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi nhá. Giá là 30k một vỉ các con nhá, chỉ có 30.000 thôi. Về các bác sử dụng trong bếp các thứ này ra gia đình nhà mình này. Dùng quá ok luôn. Đó, ăn uống con này chất liệu bằng sợi thủy tinh nhá, dùng yên tâm là không lo nấm mốc, không lo cong vây, dùng sạch sẽ ok luôn. Và đũa nhìn rất là sang trọng lịch sự này, cái phần đầu nó mạ vàng này thì rất là đẹp luôn đó. Còn đây là phần đầu đũa, đầu đũa nhiều bác hỏi là đũa này gấp có trơn không thì nói luôn bác là đũa này gấp ngon lành trình đào luôn đấy. Và em bán cho các bác bán quán bán phở này, rồi là các bác bán quán ăn bán nhà hàng bán rất nhiều, có bác lấy chắc phải cả trăm vỉ luôn đấy, trăm vỉ phát luôn về các bác sử dụng nhà hàng đấy là ok. Cái này bán nhiều mà đấy, dùng ok mà đũa nó đẹp chất lượng đấy. Một vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi nhá, giá nó chỉ có 30.000 thôi, giá nó rất là bình dân, phần đầu nó mạ vàng rất đẹp luôn. Nói chung là đũa cầm vừa tay nhá, vỉ đũa Hàn Quốc 10 đôi của bác là 30.000 một vỉ các nhá. Sản phẩm bật lửa đồng hồ này, đấy, bật lửa đồng hồ nhá, em báo giá luôn thì em đang bán một chiếc bật lửa đồng hồ này với giá chỉ có 90.000 thôi, các bác mua về sử dụng rất là đẹp luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái bật lửa này, bật lửa đồng hồ đấy, cái này nó có cả bật lửa cả đồng hồ luôn đấy, là 90k một chiếc nào nhá, 90k một chiếc bật lửa đồng hồ này, hàng mới keng nguyên hộp luôn các nhá, hàng mới keng hộp luôn này. Cái này về các bác sử dụng làm quà biếu tặng này, mua về mình sử dụng sưu tầm trưng bày này quá ok luôn. Ở đây là cái phần trên là bật lửa này, phần dưới là đồng hồ nhá, thì các bác về muốn đồng hồ nó chạy các bác ấn cho em vào, ấn vào này. Đấy đấy, các thấy không, nó chạy luôn nhá. Và các bác muốn chỉnh giờ đấy, các bác kéo nó ra, kéo cái phần lò xo các bác kia chỉnh giờ đấy, xoay ra đúng cái giờ các bác cần chỉnh và các bác ấn nó lại đấy, ấn nó lại này đấy, chạy luôn nhá, ok luôn. Phần mặt số mã rất đẹp, phần trên đây là đồng hồ này. Thì cái này bên em nói luôn là bên em không có ga đâu nhá, đấy, về là các bác tự bơm ga vào nhá, về tự bơm ga vào. Cái này thì không có ga đâu, vì khi mà bơm ga vào nó vận chuyển nó rất là dễ cháy nổ nên là bên em không bơm ga đấy. Thì về các bác tự bơm ga và các bác xài nhá. Thì các bác bật lên nó sẽ lên này, đấy, bật này. Đấy, bật nó sẽ lên, bật cái này là lên thôi. Đây nó có cả cái phần đèn nhá, khi bật lên là nó có cả đèn luôn. Đó thì khi mà các bác bật lên ấy, bật lửa lên thì đồng thời cái đèn đồng hồ nó cũng sẽ lên luôn nhá, rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn rất là đẹp, sang trọng này. Về sử dụng này, về sưu tầm, mua về trưng bày này, về làm quà tặng cũng ok luôn. Hàng mới keng nguyên hộp này có nhá. 90k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là mẩm là bật lửa đồng hồ. Đang gửi bác là 90k một chiếc này có nhá. Tiếp theo thì nhiều bác hỏi cái mã đó là cái bút lông dầu của Thiên Long này. Đấy thì nhờ bác hỏi quá thì đây, hôm nay em nhập về để bán với bác này. Bên em sẽ bán theo cả hộp hoặc là bán theo combo 3 chiếc nhá, không bán lẻ 1 triệu nhá. Đấy, bán theo cả hộp. Thì các bác có nhu cầu mua nhiều, mua cả hộp thì bên em đang bán là một hộp 10 chiếc bút lông dầu này với giá là 50k nhá, là một hộp 10 chiếc là 50k. Còn nếu các bác lấy lẻ thì bên em sẽ bán lẻ cho bác là 3 cây một nhá. Bán lẻ bác thì là 3 cây một. Thì 3 cây một như này. Đang gửi bác là 20k cho 3 cây bút lông dầu của Thiên Long nha. Đấy, 3 cây này là 20k này. Đấy, 3 cây là 20k. Còn các bác lấy mua lẻ một chiếc, đấy, mua lẻ một mua cả hộp thì là 10 chiếc là 50k. Đấy, bình thường là các bác ra cửa hàng thương hiệu người ta đang bán phải 13 cho đến 15.000 một chiếc này. Đấy, bên em bán giá gọi là bán thêm cho bác thôi chứ thực ra cái này không có lợi nhuận đâu. Đấy thì nhiều bác hỏi thì em cũng nhập về để bán cho bác luôn.
bút lông dầu nhá, 50k cho một hộp 10 chiếc nhá. Còn nếu mà các bác lấy 3 chiếc thì sẽ có giá là 20.000. Còn bảo là mua một chiếc thì nó luôn bên em không bán lẻ một chiếc nhá. Bán là phải lấy từ 3 chiếc trở lên. Đấy. À, 3 chiếc là 20k, 6 chiếc là 40k. Đấy, còn các bác lấy 10 chiếc thì là 50k nhá. Đấy, tùy nhu cầu. Các bác có thể lấy lẻ 3 chiếc hoặc các bác có thể lấy cả hộp nhá. Đấy, lấy cả hộp thì giá của nó sẽ tốt hơn. Lấy cả hộp là tính ra là các bác mua vào là có 5.000 một chiếc thôi. Đấy, 5.000 một chiếc bút này thôi. Giá nó quá hạt rẻ luôn. Có hai màu nhá, là màu xanh và màu đỏ, thì các bác lấy màu nào thì em sẽ chọn cho bác màu đấy nhá. Lấy màu nào thì nhặt màu đấy. Đấy, còn bán lẻ 3 cây là 20.000, một hộp 10 chiếc là 50k. Tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái bột thông cống này. Nhiều bác hỏi quá nhưng mà đang bán hết hàng. Hôm nay tiếp tục hàng về nhá. Thì bữa trước bác nào chưa mua được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn luôn à. Đấy. Bột thông cống nhá, em báo giá luôn. Đang bán bác là vẫn giá cũ nhá. 20k một này thôi. 20k nhá. Lên mã em sẽ đọc bột thông cống. Bột thông cống nhá. 20k một cái hũ bột thông cống nha. Nó là dạng bột nhá. Cái này thì về rất là dễ dùng này. Cái này thì theo khuyến cáo của hướng dẫn sản xuất thì các bác về phủ một lớp nước vào cống nhá trước khi các bác dùng. Đấy, ướt cống đi. Sau đó các bác đổ trực tiếp cái bột này vào trong cống, và nếu mà các bác muốn tăng phản ứng nó lên thì các bác đun cho em một ấm nước sôi. Các bác đổ kèm vào để cho nó tăng cái phản ứng phân hủy của cái bột thông cống lên. Đấy, nó sẽ làm sạch cống này, cống tắc bùn cầu, rồi là cống rửa bát rửa mặt này, rồi là cống nhà tắm nhà vệ sinh nó bị tắc, đấy nó chảy nước chậm, thì các bác mua cho em cái lọ này về các bác đổ vào. Đấy, mua cho em vài ba lọ về các bác dùng một lần. Đấy, 20.000 một lọ đâu nhá, chỉ có 20.000 một lọ thôi, giá nó quá là bình dân luôn. Đấy, bình thường là các bác mua phải 40-50.000 một lọ ấy. Bên em gọi là bán giá tốt cho bác luôn rồi. Đó, đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, các bác cùng xem này. Nó chán cả nhà, Tết nhất đến nơi rồi mà cái bồn rửa bát nhà mình nó bị tắc thế này đấy. Mấy ngày rồi mà không hết tắc, bát đũa ăn xong không dám rửa luôn. Nhưng mà tìm hiểu thì thấy có cái bột thông tắc này, mua về thử nghiệm và review luôn cho cả nhà xem nhá. Nó này trước khi đổ bột vào thì phải cho ít nước các bạn nhá. Có nước thì nó mới phản ứng hóa học được, kiểu như là nó phân hủy những cái chất cặn bã ở dưới đấy. Bây giờ tiến hành đổ bột vào xem thế nào nhé. Thời gian đổ bột thì mình nghĩ là cứ đổ vào buổi tối xong rồi ngâm cả đêm rồi sáng ra nó sẽ hiệu quả hơn. Mới đổ mà xả nước luôn là sẽ không được đâu các bạn nhé. Đổ được một lúc thì nó phản ứng hóa học, nó sủi bọt lên rất nhiều. Đây là quá trình nó phân hủy những cái chất cặn bã để cho nó mịn ra và thông cống nhá. Quan sát thì một lúc sau mình đã thấy cái bột nó bị thụt xuống, chứng tỏ đã thông được một phần rồi. Nhưng tốt nhất mình cứ để qua đêm cho chắc ăn các bạn nhé. Sản phẩm này mình thấy ổn đấy, các bạn tham khảo nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, rất ok. Cái này em nhà em cũng đã xài rồi, dùng ok lắm. Đấy, bột thông cống nhá, 20k cho một cái hũ bột thông cống nhá. Đấy, 20.000 thôi, dùng ok đó. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái chai xịt hôi chân này. Đấy, chai xịt hôi chân, thối chân. Bác nào hiện tại đang bị hôi chân này, thối chân này, đấy, đi giày mà nó có mùi hôi, đi tất cả thứ nó có mùi hôi thì các bác mua ngay cho em cái chai này về. Con này nó sử dụng cái công nghệ là nano bạc nhá, kháng khuẩn cực kỳ tốt và khử mùi rất là hay luôn. Đấy, và nó có cái mùi hương chanh đào rất là thơm nhá. Đấy, và mát lạnh như bạc hà luôn. Cái này các bác cứ xịt trực tiếp vào bên trong giày, hoặc là các bác xịt trực tiếp vào bàn chân, hoặc xịt trực tiếp vào tất, nói chung là những cái chỗ nào mà liên quan đến cái đôi chân của các bác thì các bác cứ xịt trực tiếp vào nhá. Khử mùi rất nhanh này, rồi là các bác đi nó cực kỳ là khô thoáng chân luôn. Đấy. Cái này thì em đang bán xả kho luôn. Lên mã em sẽ được cái chai xịt hôi chân nhá. Xịt hôi chân này bữa trước đang bán là 40.000, hôm nay em xả luôn bác, giá thì còn có 30.000 thôi. 30k cho một cái chai xịt hôi chân nha. Một chai này là 260ml này. Đấy, dùng thoải mái luôn. Nó là dạng khí nhá, dạng khí. Nhiều bác hỏi em nó là cái gì, nó là dạng khí đây này. Đấy, nó là dạng khí nhá. Cái lực xịt nó ra rất là mạnh. Thì con này xịt thì yêu cầu các bác là các bác phải ngửa lên nhá. Sau đó các bác đút vào trong cái lỗ giày của bác nhá. Và các bác xịt. Đấy, là nó dễ ra nhất này. Các bác nhìn này. Đấy, hướng dẫn sử dụng này. Đấy, các bác ngửa nó lên. Ấn nó xuống. Đấy, ấn nó xuống. Ấn thì cái lượng khí nó sẽ xịt trực tiếp bên trong, luồn lách vào tất bên trong cái đôi giày của bác nhá. Đấy, nên nó sẽ khử sạch mùi hôi cũng như là giúp chân chân của các bác là đỡ bị hôi, đỡ bị thối hơn. Đấy, chuyên các bác khô chân thối chân. Con này rất ok. Cái này em bán nhiều mà chính bản thân em cũng đang xài luôn, dùng thích lắm. Đấy, đi cực kỳ là khô thoáng chân nhá, dùng thích lắm. 30k nhá, 30k lên mã em sẽ là cái chai xịt hôi chân nhá. Đang gửi bác là 30k cho một chai xịt hôi chân nha. Đó. Ngoài ra thì bên em vẫn đang còn cái sản phẩm đó là cái chai xịt giặt giày khô này. Đấy, chai xịt giặt giày khô nhá. Chai này là 300ml, chuyên dùng cho các bác hay đi giày nhưng mà lại ngại giặt. Đấy, ngại giặt nước, vì thứ nhất là giặt nước là rất là nhanh hỏng, mà thứ hai là nó lâu khô. Đấy, thì các bác mua cho em cái chai này về. Cái chai này nó là giặt giày nhưng mà là giặt giày theo dạng là giặt giày khô, tức là các bác giặt xong là các bác có thể xài hoặc các bác có thể đi được luôn. Đấy, nó rất là tiện nhau nhá. Và nó không bị hỏng giày, không bị phải đợi là nó khô, hoặc là các bác nhiều khi là
những cái đôi giày đắt tiền dùng nước nó rất là nhanh hỏng, nhanh bong. Đấy, rất là tiếc thì các bác mua cho em cái chai này về. Đấy, một chai này là 300ml. Lên mã em sẽ là cái chai giặt giày khô nhá. Đấy, chai giặt giày khô, nó là dạng giặt khô nhá, giặt khô. Giặt giày khô này. Bên em đang bán, bữa trước đang bán là 100.000 một chai. Hôm nay em cũng xả kho bán nhanh bác luôn, chỉ còn có 70k thôi. 70k cho một cái chai giặt giày khô này. Đấy, 70k một chai nhá. Một chai là 300ml. Chai này nó là dạng bọt nhá, dạng bọt. Đấy thì cái này rất là dễ dùng. Đấy, ví dụ như là đây là một đôi giày nhá, thì các bác cứ về các bác dùng cái chai này lắc đều, sau đó các bác xịt trực tiếp cái bọt này lên cho em. Đấy, xịt trực tiếp bọt lên và các bác ngâm cho em khoảng tầm vài phút đồng hồ để cho nó ngấm, cái chất của nó vào. Đấy, nó tẩy sạch những vết ố đi. Sau đó các bác dùng cho em một cái bàn chải lông mềm. Đấy, các bác đánh qua em lượt nhá. Và các bác dùng cho em một miếng khăn nhá, một cái miếng khăn các bác lau lau sạch hết những cái bọt đi, thì nó sẽ cho các bác một cái đôi giày nó cực kỳ là sáng bóng đẹp trắng. Đấy, sạch sẽ, không bị đất đai rồi là những cái vết ố bẩn. Đấy, vết ố vàng thứ trên giày của bác nhá, nói chung là cực kỳ sạch luôn. Đấy, dạng bọt này các bác nhìn này. Đấy, cứ để lâu một lúc bắt đầu là nó sẽ ngấm và nó sẽ tự động nó tan dần. Và các bác dùng cái bàn chải các bác chà một lượt. Đấy, chà qua một lượt và các bác dùng cái khăn các bác lau sạch đi. Và khi mà các bác lau sạch đi là các bác có thể là đi được luôn. Đấy, các bác để lúc là bắt đầu là nó sẽ khô khao đi, cái là các bác có thể sử dụng đi được luôn, không mình không cần phải phơi khô nhà các bác, rất hay luôn đó. 70k nhá, 70k nay em xả kho cái sản phẩm ấy luôn, chai giặt giày khô nhá, 70k một chai này. Một chai này là 300ml. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây, bình xịt giặt khô giày đã được rất nhiều các bạn TikToker review. Chuyện là mình thích đi giày trắng nhưng mà mỗi lần đi ra đường thì lại rất nhanh bẩn. Mình nghe đâu là chai này vệ sinh giày rất là sạch, đã thế lại còn rất là mau khô, nên mình bút ngay em nó để vệ sinh giày cho tiện lợi và đỡ tốn nhiều chi phí. Và đây là đôi giày trắng của mình sau khi đi làm về trong một buổi chiều mưa. Trời ơi, ta nói nó dơ banh xác luôn kìa. Cùng mình test thử xem em nó có làm sạch hiệu quả như review không nha. Bước đầu tiên là mình sẽ xịt một lớp bọt lên đôi giày, sau đó chờ đợi 2 phút. Wow, nhìn bọt nó nở ra như kem luôn kìa mọi người. Bước hai là sử dụng một cái bàn chải để chà sạch những vết bẩn trên giày. Cái bọt này hay nha, chà tới đâu là nó tự tan tới đó kìa mọi người ơi. Và bước cuối cùng là sử dụng khăn để lau sạch lại đôi giày của mình. Thế là xong rồi, đôi giày của mình đã trắng sáng lại như ban đầu. Thật sự không nhận ra đây là đôi giày hồi nãy của mình nữa rồi. Trắng tinh tựa ngọc trinh luôn rồi mọi người ơi. Theo mình thấy thì em này rất là ok nha. Tuy không sạch bằng ở tiệm nhưng mà nó giúp cho chúng ta đỡ tốn nhiều chi phí và thời gian nha. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, test thực tế luôn. Đấy, về các bác cứ làm đúng như hướng dẫn em hướng dẫn nhá. Xịt một lượt lên này, sau đó các bác để nó ngấm một chút và các bác dùng cái bàn chải các bác cọ một lượt đi. Và các bác dùng cái khăn, đấy, khăn khô nha, các bác lau sạch hết cái bọt đi. Đấy là nó sẽ cho các bác một cái đôi giày cực kỳ là sạch, sáng, trắng luôn. Đấy, và các bác không cần phải đợi chờ là đợi nó khô hay như nào cả nhá. Không cần phải đợi nó khô như nào cả, mình có thể là sử dụng được luôn đúng không nhá. Đấy, chai xịt giặt giày khô, giá bên em đang xả kho thanh lý cho bác luôn. Giá chỉ còn có 70.000 thôi, 70k một chai các bác nhá, 70k một chai. Chai xịt giặt giày khô 70k một chai này là 300ml nhá. Bộ lấy giấy tai nhá, bộ lấy giấy tai. Đấy, em cũng báo giá luôn. Bữa trước đang bán là 30.000, hôm nay em xả luôn bác, giá chỉ còn có 20.000 một bộ thôi. Lên mã em sẽ cái bộ lấy giấy tai nhá. Hôm nay xả luôn bác là có 20k này. 20k cho một cái bộ lấy giấy tai này. Đấy, 20k. Cái bộ lấy giấy tai rất hay là nó đựng trong một cái chiếc hộp bằng bằng nhôm này, một chiếc hộp bằng nhôm bóng nha. À, một chiếc hộp bằng nhôm. Đấy, và bên trong thì nó sẽ gồm có là rất nhiều những cái phụ kiện để chuyên các bác lấy giấy tai nhá. Đấy, nó sẽ gồm có rất nhiều chi tiết này. Từ to đến nhỏ này, đấy, to đến nhỏ luôn. Đấy, để các bác có thể xài lấy cho trẻ em, người lớn này. Và đặc biệt là cái này này là nó bằng inox nhá, nó không bị rỉ ạ. Nó bằng inox nó không bị rỉ. Bình thường là các bác hay mua những cái dạng ở ngoài nó bằng sắt thép là nó rất là nhanh rỉ, nhưng còn này bằng inox nhá, nó không bị rỉ. Đây này. Đấy, và ở đây nó có những cái phần đầu lò xo này, cái này lấy rất là thích này. Đấy, các bác này lấy rất thích luôn. Rồi lại những cái đầu to đầu nhỏ này. Chuyên để các bác lấy dây tai nhá, chuyên để các bác lấy dây tai. Và nó đựng trong một chiếc hũ rất là xinh như này, thì các bác có thể là đeo vào làm móc chìa khóa này, móc đồ móc chìa khóa, hoặc là ví dụ như là đi chơi, đi du lịch, đi công tác thì mình vẫn có thể mang đi được này. Nó rất là nhỏ gọn này thôi. Đấy, nó bằng một cái ngón tay rất là nhỏ gọn nhá. Đấy, rồi là ví dụ là bác nào mà muốn dùng riêng, không muốn dùng chung với ai, thì mình có thể mua cái bộ này về mình dùng riêng ra. Đấy, một mình một bộ. Đấy, 20k một bộ này có nhá. Lên mã em sẽ cái bộ lấy dây tai nhá, đang gửi bác là 20k 20.000 các bác nhá, 20.000 cho một cái bộ lấy dây tai này, 20.000 một bộ nhá. Giá nó rất là bình dân thôi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng, đó là cái cây chổi cọ đen nhá. Đấy, cây chổi cọ đen. Cây này thì rất là hay luôn, về các bác dùng để vệ sinh. Đấy, bắt đầu là Tết nhất đến nơi rồi. Các bác về dùng để vệ sinh những cái ngóc ngách này, rồi là bàn ghế, rồi là những cái đồ vật trang trí thứ nhà mình. Đấy, cọ rửa nó sạch sẽ đi, rồi là nhà vệ sinh, nhà tắm. Đấy, những cái bồn rửa mặt, rồi là bồn rửa bát, bồn rửa chén rồi các bác mua về cọ. Đấy, nó chuyên để các bác luồn lách vào những cái phần ngóc ngách nhá. Nó rất là nhỏ nên là những cái phần ngóc ngách rồi nó rất là dễ dàng luồn vào nhá các bác nhá. Rất là
hay. Và đây những cái phần đầu trái này, nó rất là nhiều lông và cái lông của nó rất là hay. Nó mềm, vừa mềm nhưng lại không bị mềm quá, nhưng mà lại rất là đủ cái độ ma sát, độ cọ để cho nó cạo sạch những phần vết bẩn, những cái khe kẽ các bác cọ luồn lách vào này. Đấy, các bác cọ nó sạch sẽ đi rất hay luôn. Những khe kẽ nó còn này luồn rất ok luôn. Thì các bác cứ lên mã em sẽ cái chổi đen nhá. Đấy, chổi đen cọ ngóc ngách nhá. Đấy, chổi đen cọ ngóc ngách. Cái chổi này thì hiện tại em đang bán với giá là 15k thôi. Đấy, lên mã em sẽ là cái chổi cọ đen nhá. Chổi cọ đen chuyên các bác cọ ngóc ngách nhá. Giá đang bán cho bác là 15.000 một cây. Đấy, 15k một cây. Về các bác dùng để cọ ngóc ngách rất là thích luôn. Đây. Đấy, phần sống nó bằng kim loại này. Đấy, các bác dùng để cọ những cái phần ngóc ngách, luồn lách và những ngóc ngách, dùng thích cực kỳ. Cán nó là bằng tay cầm bằng nhựa nhá, khá là êm. Đó, ok luôn. Lông bàn chải này. Đấy, lông bàn chải nó rất là dày nhá. Đấy, rất là dày nên các bác nó cọ rất là sạch luôn. Đấy, chổi cọ đen nhá, chổi cọ đen, trộn cọ ngóc ngách nhá. Đang bán là 15k một cây này. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Đấy, ví dụ như cái phần ngóc ngách này, nó cọ rất là sạch luôn. Đó, thấy không? Đấy, đây không? Đây. Đấy. Các bác nhìn này nhá, bình thường những cái chổi to nhá, các bác không thể luồn vào đâu. Nhưng cái con này, những cái ngóc ngách nhỏ là nó có thể là nó luồn vào được hết luôn. Nên là dùng thích cực kỳ. Đấy, thấy không? Những cái phần ngóc ngách này, các bác nhìn này. Đấy, nó cọ vào rất là sạch luôn nhá. Đấy, thấy không? Quá sạch sẽ ngon này luôn. Đấy, dùng xong nó các bác lại rửa sạch sẽ treo lên cái là ok. Đây, các bác cùng xem lại video này. Đấy, chổi cọ đen cọ ngóc ngách thôi nhá. Chổi cọ đen cọ ngóc ngách, giá đang bán một cây này là 15k một cây nhá. 15.000 một cây này các bác nhá. Phẩm xà kho đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây bút thử điện này, bút thử điện nhá. Hôm nay em sẽ về cho bác cái mức giá mới luôn. Bút thử điện này bên em có tặng kèm pin cho bác luôn nhá, có tặng kèm pin luôn. Đấy, thì em báo giá luôn, bữa trước đang bán một cây bút này với giá là 40.000. Hôm nay em về giá mới xả kho bán anh bác dễ mua luôn này. 20.000 một cây nhá. 20.000 một cây bút thử điện này với một cái mức giá này thì các bác quá dễ mua luôn. Một con bút thử điện đa năng. Đấy, và có tặng kèm thêm pin nhá. Con này thì các bác có thể kiểm tra thông mạch này. Đấy, rồi là kiểm tra pha nóng pha nguội này, kiểm tra từ trường này, đầy đủ ngon lành luôn. Đây. Đèn thì cực kỳ sáng luôn này, các bác nhìn này. Đấy, đèn nó rất là sáng nhá. Các bác thử đèn xanh này và nó có lên cả đèn đỏ nhá. Nếu mà thử trực tiếp đèn đỏ thì điện 220 nó sẽ lên đèn đỏ, còn đây em đang thử thông mạch này thì nó sẽ lên đèn xanh. Đèn rất là sáng luôn, bút rất chắc chắn. Đấy, tháo pin thay pin thì các bác tháo cho em cái lấy này ra này, trong cái tô vít là xoáy này ra, sau đó các bác thay pin. Đấy, pin thì có tặng kèm thêm cho bác là một cái đốc pin này nữa, để ví dụ về hết pin thì các bác lại thay, có thế thôi. 20.000 một chiếc cũng nhá, 20.000 cho một chiếc bút điện đa năng thông minh. Bút này rất là ok đấy, cái này em bán cực kỳ nhiều luôn. Đấy, và hôm nay về nó mức giá mới nhá, 20k một chiếc nhá. Lên mã em sẽ cái bút thử điện đa năng nhá, bút thử điện đa năng. Giá đang gửi bác giá thanh lý là 20k nhá, giá xả kho 20.000 một cây bút này các bác nhá, 20k một cây bút này. Đây các bác cùng xem cái công năng sử dụng hoạt động của cây bút này, các bác cùng coi này. Đây. Bác nào hay phải dò điện thì dùng bút điện đa năng này nhé. Chức năng thứ nhất là dò dây điện bị đứt ngầm. Đấy, điện là nó dẫn đến chỗ nào thì đèn nó sẽ sáng xanh ở chỗ đó ạ. Và khi nào đến chỗ bị đứt ngầm thì đèn sẽ không sáng nữa. Đây, và em sẽ tút ra, đây chính là cái chỗ mà nó bị đứt ngầm. Đấy nhá. Chức năng thứ hai là đo thông mạch. Đấy, bằng cách nào ạ? Ví dụ như một cái dây điện nhà mình đây, mình kiểm tra xem nó có bị đứt ở đâu hay không, bằng cách ạ, một đầu dây điện mình chọc vào đầu của bút ạ, và đầu còn lại mình chọc vào đầu còn lại của bút. Nếu mà bút nó sáng xanh như thế này là dây điện nhà mình vẫn ok, không bị đứt ạ. Nếu mà đèn nó mà không sáng thì dây điện này đã bị đứt các bác nhá. Đấy, sáng này, không sáng này. À, chức năng thứ ba là cảm ứng từ trường. Chỉ cần để bút ở ngoài này là đã biết đâu là dây pha lửa và đâu là pha mát nhá. Ví dụ đây là cái dây pha lửa thì đèn sẽ sáng xanh, đúng không ạ? Và cái pha nguội thì đèn nó sẽ không sáng các bác nhá. Chức năng ưu việt cuối cùng là gì ạ? Nó cũng như những chiếc bút thử điện khác thôi. Ví dụ như pha lửa mình chọc trực tiếp vào thì cả đèn xanh và đèn đỏ sẽ sáng nhé. Và đèn nó sẽ rất là sáng, không như những cái bút thử điện bình thường ở nhà mình đâu ạ. Và khi mình chọc ra pha nguội thì chỉ có đèn xanh sáng thôi. Và đây chính là chiếc bút thử điện đa năng mà các bác nên dùng để mình mang đi sửa chữa ạ. Đấy, thực tế về sản phẩm bút điện nhá, một chiếc bút điện đa năng rất là nhiều công dụng tác dụng đấy, phục vụ các bác sử dụng sửa chữa điện đóm gia đình nhà mình, rồi là anh em thợ thuyền, quá ok luôn. Hôm nay em xả nhanh bán lỗ bác luôn là 20k một cây nhá, 20.000 một cây cây bút thử điện đa năng nha. Rồi em qua mã tiếp theo. Tiếp theo thì em lên xả luôn bác mã hàng đó là cái bộ tô vít đen này. Đấy, bộ tô vít đen, cứ lên mã em sẽ cái bộ tô vít đen nhá. Đấy, bộ tô vít đen. Bộ này thì sẽ gồm có cho bác là
một cái thân vít này, một thân vít và đi kèm là 6 cây vít, và 6 cây vít này thì mỗi cây là sẽ có 2 đầu, thì tổng thì khi mà các bác sử dụng thì các bác sẽ sử dụng được tổng là 12 đầu vít khác nhau nhá. Đấy, 12 đầu vít khác nhau. Đó đây. 12 cái đầu vít khác nhau này. Đấy, từ sao, hoa, thị, cộng, trừ đầy đủ hết luôn này. Đấy, rất nhiều những cái mã đầu vít khác nhau nhá. Và có đi kèm đó một cái thân vít như này. Đấy thì các bác lấy đầu nào, dùng cây nào là các bác cắm ở đây. Đấy, cắm ở đây. Và con này nó có chỉnh như cả cữ này. Đấy, các bác muốn cho nó ngắn vào thì các bác cho nó ngắn vào, các bác muốn cho nó dài ra thì kéo nó dài ra. Đấy, cho nó khớp vào. Ở đây nó có những cái rãnh khớp này. Đấy, và con này nó có thể là xoáy nhanh không nhá, xoáy nhanh luôn. Đấy, có thể xoáy nhanh và các bác có thể đảo chiều luôn nhá. Đấy, đảo chiều rồi các bác khóa đứng. Khóa đứng chết. Đấy, khóa đứng chết. Đứng khựng này, hoặc các bác có thể đảo chiều. Đảo chiều được các bác xoáy nhanh. Đấy, đảo chiều bác xoáy nhanh. Các bác nghe cái tiếng xoáy nhanh là các biết con này là nhiều nhá. Đấy, nghe cái tiếng xoáy nhanh nó cứ tạch 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 này. Đấy, cái thân vít đầu vít nó rất là dễ cầm, dễ xoáy các bác nhá. Đấy thì khi mà các bác mua thì sẽ sở hữu được là một cái thân vít nhá. Và đi kèm cho em là 6 cái cây vít này và một cây là 2 đầu, thì tổng là các bác sẽ xài được là 12 đầu vít khác nhau nhá. Đây này. Ở đây nó sẽ có đầu hoa thị này, đầu cộng, đầu trừ này, đầu tam giác này. Đấy, bên này này, đấy, bên này có những cái đầu rất là dị luôn. Nói chung là cái bộ này các bác sử dụng gia đình này, anh em thợ thuyền dùng cho em bộ này quá ok luôn. Đấy, hôm nay em cũng xả kho luôn cái bộ này nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bộ tô vít đen nhá. Đấy, tô vít đen. Tô vít đen này thì bữa trước bên em đang bán là 80.000, hôm nay em xả luôn các bác, giá chỉ còn có 50.000 thôi. 50k cho một cái bộ tô vít đen này, 50k một tụ tô vít đen. Đây, bộ này của nó là 13 trong 1 như này. Đấy, tổng nó sẽ gồm có là 12 đầu vít và một cái thân vít thì nó hay gọi là bộ 13 trong 1. Đấy, hay còn gọi là bộ tô vít đen nhá. Tô vít đen 50.000, bộ này xả kho luôn nhá các bác nhá. 50.000 bộ này các bác nhá. Rồi, tiếp theo thì em cũng lên mã xả kho luôn cho các bác, đó là cái bộ cạp cắt ống này. Đấy, cạp cắt ống. Cái này thì cái cạp này chuyên để các bác cắt ống kim loại nhá. Đấy, cạp cắt ống đồng, cắt ống kim loại. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái cây cạp cắt ống đồng, ống kim loại. Đấy. Cạp cắt ống này, cạp cắt ống. Ống đồng này, ống kim loại này, ống típ, ống kim loại nhá. Đấy, bữa trước thì đang bán cái này là 100.000. Hôm nay em cũng xả luôn các bác, giá sẽ là đi hôm nay em xả luôn các bác, giá chỉ còn có 70.000 thôi. 70k nhá, chỉ có 70k thôi. Đấy, bán nhanh, bán hết đi nó vãn đi các bác nhá. Cuối năm rồi. Cạp cắt ống 70k nhá, 70k. Bữa trước đang bán là 100.000 đâu nhá. Đây. Cái này thì thực tế sản phẩm này thì chuyên về các bác, ví dụ như các bác cắt những con ống típ kim loại này, rồi là ống đồng này, đấy, ống đồng, ống sắt, ống thép này. Đấy thì con này nó cắt được cỡ ống là từ ống 3 nhá, từ ống 3 cho đến ống lớn nhất là ống 32. Đấy, ống nhỏ nhất là ống 3 và ống lớn nhất tối đa nó cắt được là ống 32 nhá. Thì con này rất là dễ cắt thôi. Đấy thì về các bác cắt ống thì các bác nới ra nhá. Nới ra cho nó vừa với ống của mình. Đấy, sau đó là khi mà cắt ấy, thì các bác cho ví dụ đây. Đây em có một ví dụ đây là cái ống này. Đấy, các bác cho vào. Các bác cạp đây nhá, cạp đây. Đấy, sau đó là các bác để nó khớp vào cái rãnh này. Đấy, để nó khớp vào cái rãnh này, sau đó là các bác siết nó vào một chút. Đấy, sau đó cứ thế là các bác quay. Cứ này các bác quay thôi. Đấy, mình quay đâu là các bác siết đấy nhá. Thì cái phần lưỡi dao này, cái phần lưỡi dao nó sẽ quay theo. Đấy, nó quay theo này. Đấy, các bác nhìn thấy cái phần lốt chưa? Đấy, nhìn các bác nhìn thấy phần lốt chưa? Đấy, khi mà quay đâu là nó sẽ lốt đấy, và các bác cứ thế các bác siết. Siết nó vào, bắt đầu cứ thế mình cứ dần dần mình siết vào. Đấy thì nó sẽ tạo thành một cái đường cắt nhá. Đấy thì nó sẽ cắt dần là nó sẽ cắt hết. Cắt ngon này như cái ống kim loại, ống sắt. Đấy, cắt là từ ống 3 nhá. Ống nhỏ nhất là ống 3 cho ống lớn nhất là ống 32. Đấy, chuyên để các bác cắt những cái cặp cái ống đồng nhá. Ống đồng này, ống kim loại, ống sắt, ống típ này. Đấy, lên mã em cho cái cặp cắt ống. Hôm nay em xả kho bán em luôn. Giá chỉ còn có 70.000 một cây thôi. Đấy, 70k. Đấy, các bác cùng xem thực tế sản phẩm này. Không cần phím, không cần điện, chỉ cần cài lên ống, vặn bằng tay là có thể cắt xuống được đó. Dù bạn có ống sắt, ống đồng hay là ống PC. Dễ và tiện. Mọi người xem đây, miếng cắt ngang rất mịn và phẳng. Đây là thực tế về sản phẩm nhá. Khi mà các bác cái cắt cái đường ống nó cắt rất là mịn và phẳng lắm nhá. Ống đồng hay là ống PC. Đó, thấy không? Cắt rất là ngọt luôn, cắt rất là ngon. Cái này em bán nhiều mà. Đấy, cạp cắt ống nhá, cạp cắt ống đồng, cắt ống kim loại nhá, 70k một chiếc này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là một cái con vòi nối nhá. Vòi nối lắp chuyên cho các bác lắp vào những cái chậu bồn rửa bát nhá. Đấy, lắp vào bồn rửa bát rất tiện luôn. Bình thường là các bác mua những con vòi ở nhà ấy là nó không có những cái chế độ mà ra tia sen hay nào đâu. Như về các bác mua cho em con này về. Đấy, bình thường là các bác mua cái vòi chắc là vài chục nghìn thôi. Nhưng các bác mua thêm cho em lắp này vào thành cái vòi mấy triệu luôn. Rất ok luôn. Tí nữa em sẽ quay cho bác xem về cái sản phẩm này, nó rất là hay. Đấy. Mà giá nó bình dân lắm. Hôm nay em cũng xả luôn cho bác cái mã này nhá. Đấy, xả luôn cho bác cái mã này. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây vòi nối nhá. Đấy, vòi nối lắp vào bồn chậu rửa bát nhá. Đấy, vòi nối lắp vào bồn chậu rửa bát.
Bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em xả luôn đó bác, giá chỉ còn có 30.000 thôi. 30.000 cho một chiếc vòi nối nha. Đấy, chỉ có 30.000 thôi nhá. Đó. Đây. Tổng quan con vòi đây. Đấy, nó có thể là lắt léo này, rồi là ở đây là cái phần đầu silicone. Ví dụ như những cái ống nước các thứ là các bác cho vào một cách dễ dàng luôn, vì cái phần đầu silicone nó co giãn mà. Đấy, nó co giãn. Đấy, nó khi mà các bác nhét thì nó sẽ giãn ra, và các bác đẩy nó khớp vào thì nó sẽ co vào, nước nó không bị tràn ra đường này nhá. Đấy, nước không bị tràn đâu, các bác dùng ok luôn. Và đây là cái chế độ tỏa của nó này, thì nó sẽ có là hai chế độ nha, một chế độ ra cái tia giữa này. Đấy, và một cái chế độ nó ra những cái tia xe ở ngoài. Và con này nó có thể lắt léo đi. Đấy, lắt léo đi như một chiếc vòi xịn sò ngon này luôn. Đấy, mà giá nó bình dân. Vòi xịn nhưng mà giá là hạt dẻo nhá. Đấy. 30k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái vòi nối lắp vào bồn bồn chậu rửa bát nhá. Đấy, lắp vào bồn chậu rửa bát đang rửa bát, giá một cái vòi này với giá là 30.000. Đây em sẽ có một cái video quay luôn cái sản phẩm nhà em đang xài luôn, dùng cực kỳ ok luôn. Đây các nhá, đây nhà em đang xài con đấy đây. Đấy. Thì về các bác có những cái vòi nước bình thường này, nó không có chế độ gì đâu, thì các bác mua cho em cái con này về. Đấy, thì các bác lừa cái đầu silicone này các bác cho nó vào, nó rất là dễ cho vào thôi. Đấy, khi mà xả nước này, em xả nước này. Đó, thì nó sẽ ra thành những cái tia nhỏ li ti này. Và nó có hai chế độ nhá. Và một chế độ nữa là chế độ ra cái tia nhỏ nha. Còn công thì các bác có thể lựa chọn chuyển sang tia này. Đấy, con này thì nó có thể lăn léo này từ bên này này sang bên này. Đấy, một cách gọi là quá là ok luôn, dễ dàng ngon lành nhá. Đấy, các bác có thể di chuyển gọi là xung quanh cái chậu rửa bát luôn. Đấy, xung quanh cái chậu rửa bát này một cách là rất là linh hoạt nhá. Đấy, các bác rửa mọi chỗ mọi nơi luôn nhá, quá ok luôn. Đấy, lắt léo thoải mái luôn nhá, vì cái phần này của nó là cái đầu lò xo này. Đấy, cái dây lò xo nên là nó lắt léo được mọi hướng mọi chỗ đó, rất ok luôn. Và có thể là ra cái tia nước này. Đấy, cái lực nước nó ra rất là mạnh nhá, ra rất là khỏe nước luôn. Đấy, nước ra tràn trề luôn nhá. Đó, 30.000, nói chung là một cái sản phẩm rất hay, về để các bác lắp vào cái bồn chậu rửa bát nhà mình các bác xài nhá, rất ok đấy. Đó, recommend sản phẩm này các bác nhá. Đó thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Lên mã em sẽ là cái vòi nối lắp vào chậu rửa bát nhá, 30.000 một cái chiếc vòi nối nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái cây kẹp gấp này, cái cây kẹp gấp nhá. Lên mã em sẽ là cái cây kẹp gấp, cây này thì rất là hay luôn. Đấy thì em báo giá luôn nhá, cây kẹp gấp này em cũng xả luôn. Đấy, lên mã giúp em sẽ là cái cây kẹp gấp inox nhá, kẹp gấp inox chuyên để các bác gấp đồ rán này, đồ chiên, rồi là ví dụ như là gấp thịt nướng cá rán nhá. Đấy thì ok luôn. Bữa trước đang bán cái cây này là 50.000, hôm nay em xả luôn đó bác, giá chỉ còn có 20.000 thôi, 20.000 bán nhanh luôn, 20k cho nhé các bác nhá, cho cây kẹp gấp này chỉ có 20.000 thôi, các bác mua về sử dụng rất là hay. Đây đây ví dụ bình thường là em đang có một cái miếng cá rán này, hoặc là một cái miếng thịt nướng này nhá. Đấy, đó thì đây em muốn đảo nó lên, lật nó lên thì các bác cật nó là đấy, lật nó lên quá ok luôn nhá. Đấy, các bác xúc xà bàn nó xuống. Đấy, lật nó lên nhá. Đấy, lật nó lên đây, xúc nó xuống này lật nó lên. Đấy, lật nó lên quá ngon lành luôn, một cách là rất là dễ dàng. Ví dụ như là cái miếng cá này hoặc là cái miếng thịt nướng này. Đấy, rồi các bác sử dụng nhà bếp cho em, nói chung là con này các bác xài nhà bếp thì rất là hợp lý rồi. Đấy, đặc biệt cho bác nào làm những cái món rán này, những cái món nướng này. Đấy, các bác kẹp vào các bác lật nó lên nhá, quá là hay luôn. Đấy thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm một cái cây kẹp gấp nhá. Đấy, kẹp gấp rán cá nướng thịt rồi. Đấy, kẹp gấp rán cá nướng thịt đó. Đây, đấy, quy cách hoạt động của nó là như thế nhá, nó sẽ gồm có một cái mặt to bên dưới và một cái mặt nhỏ bên trên. Kẹp nó vào, lật nó lên, kẹp nó vào, lật lên, thế là xong. 20.000 thôi, chốt nhanh, bán nhanh, xả kho luôn này, 20k. Đấy, số lượng có hạn nhá, vào việc luôn. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái con túi da du lịch này. Đấy, nhiều bác hỏi cái mã này lắm, thì đây. Mày tiếp tục về mã hàng túi da du lịch nhá, quá chất lượng luôn, túi thì cực kỳ to. Con này kích thước của nó sẽ là 50 nhá, 50 x 30. 50 x 30 nhân với lại 30 nhá. Đấy, chiều dài 50, chiều rộng 30 và chiều cao 30. Đấy, kích thước đấy. Còn là giá thì em báo luôn là 130.000 một chiếc đó nhá. Chỉ có 130.000 thôi. Chất liệu da cực kỳ xịn sò này. Đấy, bóng đẹp rất ok luôn nhá. Phần tay sách này. Tay sách con này thì thực ra các bác sách thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, còn khoác thì cũng ok luôn. Khoác thì ở đây bên trong là nó sẽ có dây dợ đi kèm. Đấy thì về các bác cho cái dây này vào này. Đây nó có cái dây bên trong này. Đây. Đợi chút em lấy cái dây. Đây nha, đây túi của nó đây. Đấy, khi mà các bác xách lên thì nhìn rất là ok luôn đấy. Đấy, xách lên nhìn rất là đẹp luôn này. Đây, túi cực kỳ đẹp luôn. Đó. Con này các bác có thể xách hoặc mình có thể đeo dây thì đây. Bên em sẽ có gửi kèm thêm cho các bác là dây bên trong, thì về các bác có thể lấy cái dây bên trong. Thì về các bác có thể đeo chéo này hoặc là các bác xách. Xách thì nhìn con này nhìn nó sẽ chất hơn. Đó.
Con này nó có rất là hay là nó có một ngăn chính các bác nhá, ngăn chính thì cực kỳ to, các bác để rất là nhiều đồ, 5-7 bộ quần áo cho em thoải mái luôn, ngăn cực kỳ to nhá, ngăn chính to lắm. Đấy, khóa kéo cực kỳ trơn tru nhá. Đây bên trong này hai lớp luôn, bên ngoài lớp da, bên trong là một lớp chống nước luôn này. Đấy, một lớp chống nước luôn, hai lớp nhá. Đấy, đấy, bên trong cực kỳ là rộng luôn. Bên trong các bác để 5-7 bộ luôn. Một cái túi to này này, một cái túi này nó đã là phải là dày bằng một bộ quần áo luôn này, em để chắc khoảng tầm 5-7 cái túi luôn. Rất là to. À, bên ngoài thì nó có một cái ngăn rất là hay, đó là cái ngăn đựng giày nhá. Đấy, ví dụ như các bác đi du lịch đi chơi mà các bác có một cái đôi giày mà nó bị bẩn ấy, mà các bác không muốn để chung với quần áo thì mình có thể cho vào trong cái ngăn này. Đấy, để các bác để riêng ra nhá. Đấy là cái ngăn này, là cái ngăn để giày. Đấy, còn đây là những cái lỗ để các bác xỏ dây. Cái quai thì các bác có thể xách nhá. Đấy, túi rất là đẹp luôn. Chất da thì nói chung là không gì phải bàn với cái chất da này. Đây có nhìn này, chất da này, rất đẹp luôn nhá. Sáng bong luôn. Đấy. Hàng hãng các thứ giấy tờ đầy đủ luôn nhá. Đấy, tem mác ngon lành luôn. Đó, lên mã em sẽ là túi da du lịch nhá. Túi da du lịch. Bên em đang gửi bác một cái túi da du lịch này, giá chỉ có 130.000 thôi. Kích thước là 50 x 30 x 30. Đấy thì bữa trước bác nào chưa mua được thì mai tranh thủ chốt đơn luôn nhá. Đấy. Hàng nó rất đẹp mà giá nó rất là bình dân đấy các bác, cùng xem thực tế về sản phẩm này. Túi da thời trang đẹp, rẻ, đựng được nhiều đồ. Sắp tới mình có một cái chuyến du lịch ngắn ngày và mình cần một cái túi đựng hết được đống đồ này nhưng vẫn phải rẻ và đẹp thì đây chính là sự lựa chọn của mình. Đặc biệt là có cả một ngăn để giày dép rất là tiện lợi. Một cái túi đa dụng để được nhiều đồ và quan trọng là nó đủ đẹp để chúng ta mang ra ngoài. Đấy các bác thấy không? Các bác có thể là xách này, các bác có thể chia đeo này, đeo chéo này. Đấy. Các bác mang đi du lịch này để được rất là nhiều đồ luôn, quần áo, giày dép rồi là đồ đạc phụ kiện của mình. Thoải mái luôn. Đấy rồi là đi công tác, đi chơi. Đấy mình mang đi rất là đẹp luôn. Nhìn nó sang trọng lịch sự. Quan trọng là nó đủ đẹp để chúng ta mang ra ngoài. Đấy quá đẹp luôn nhá. Thực tế đấy nhá, người mẫu đeo đấy, rất đẹp luôn. Đó. Thực tế review sản phẩm nhá. Đó thì lên mã em sẽ là túi du lịch nhá, túi da du lịch. 130.000 nhá, 130.000. Cái túi này thì em quay nhìn nó hơi ọ dẹp thôi chứ thực ra mà các bác để đồ vào nhìn nó căng lên nhìn nó đẹp lắm. Đấy căng lên nhìn nó phồng phồng, nhìn nó đẹp dã man luôn. Đó, mà giá nó bình dân nó chỉ 130.000 thôi. Đấy, các bác mua đâu được. Về các bác đựng đồ dùng để dịp Tết nhất này, mình đi lại này, rồi là đi chơi, đi du lịch này rất ok luôn. Giá nó hạt rẻ mà bình dân ok luôn, chất da thì không gì phải bàn về chất da rồi. Quá đẹp luôn à. Đấy, chất da rất đẹp luôn nhá. 130k cho một chiếc túi da du lịch nhá, 130k. Chai xịt sơn inox thì bên shop tiếp tục hàng về này. Đấy, bán cực kỳ chạy luôn các bác nhá. Cái này về để các bác chuẩn bị làm mới những cái dụng cụ đồ đạc các thứ trong nhà mình này. Đấy thì nó là chai xịt mạ inox nhá. Về các bác xịt nó mạ nhìn cái kiểu cái màu inox nhá. Đây, đấy, một chai này thì cái trọng lượng của nó là 180g và cái dung tích là 350ml. Đấy, xịt mạ inox nhá. Lên mã sẽ là chai xịt mạ inox thì cái chai rất dễ dùng thôi. Về thì các bác sử dụng các bác lắc đều lên nhá. Lắc thật đều lên. Sau đó các bác cứ thế các bác xịt vào những chỗ nào các bác cần xịt nhá. Những cái chỗ mà các bác cần xịt thì các bác để ý giúp em là các bác vệ sinh nó sạch sẽ đi. Đấy, như ví dụ những cái chỗ mà nó dỉ sét các thứ à, vệ sinh sạch sẽ đi để cho cái độ bám dính nó sẽ cao hơn nhá. Đấy, nó phát huy hết tối đa tác dụng của cái chai này. Lên mã em sẽ là cái chai xịt inox nhá, xịt mạ inox này. Xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox này với giá là 50k một chai thôi, chỉ có 50.000. Đấy, 50k cho một cái chai xịt mạ inox này. Đây các bác đợi chút để em test luôn cho bác cái sản phẩm này đây. Cái chai này của em đang dùng đây. Đấy, cái chai này của em đang dùng em xịt rồi này. Đấy. Đây để em test cho bác coi nhá. Nó lên cái màu cực kỳ đẹp luôn, lên cái màu mạ inox nhìn nó sáng bóng nhìn đẹp lắm. Đấy, mà chỉ có 50.000 thôi. Đây này các ơi, đây là cái hôm bữa là em xịt hai cái vệt này em này, các bác nhìn này, hai bên nhìn nó khác hẳn nhau nhá. Đây một bên chưa xịt này, nhìn nó xỉn xỉn này, bên nó xịt nhìn nó rất là bóng luôn này. Đây này. Kể cả bên trên này thế này. Đây này, đó, đây em sẽ xịt cho bác thêm một cái lượt mới luôn nhá. Đấy lượt đây. Xịt cho bác thêm một cái lượt mới này, đây này. Em sẽ xịt đây luôn nhá. Cái chỗ này em chưa vệ sinh nhá. Còn nếu mà về các bác xịt mà các bác vệ sinh nó sạch sẽ những cái xỉ hàn này cái gì đây. Đây em xịt này. Đấy đây không? Nhìn nó mới keo luôn nhá. Nhìn các bác nhìn nó mới keo luôn này, nhìn nó bóng hẳn lên luôn nhá. Đây. Đấy nhìn nó bóng hẳn lên luôn này. Bình thường là bên này là nó không bóng ở đâu, nhưng bên này nhìn nó bóng hẳn lên luôn. Đó, thấy không? Nhìn nó bóng hẳn lên luôn nhá. Đó, hai bên nhìn khác hẳn nhau này. Đấy, kể cả đây em quay cái chỗ nào em đang xịt này. Đấy, nhìn nó bóng hẳn lên luôn, hai bên nhìn nó bóng hẳn luôn, rất hay nhá. Đó thì các bác lên mã em sẽ là cái chai xịt mạ inox nhá, xịt mạ inox. Đó thì bên em đang bán là đi 350.000 à 50k nhá. Dung tích của nó là 350ml nhá, 50k một chai nha. À, nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này. Một tip keo hai phần như này là 40.000. Đấy 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy các bác bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi.
Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, mở van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy ở những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái tip keo hai thành phần nhá, 40k. Một tip này là 100ml nhá. Đấy, một tip này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Kéo gà Nhật thì bên em vẫn có hàng để phục vụ bác nhá. Lên mã em sẽ cái cây kéo gà Nhật này. Cây kéo gà Nhật này hiện tại em đang có giá là 130.000 một cây. Đấy, con này thì về các bác chuyên dùng để cắt gà, cắt vịt, cắt thịt, cắt xương, sử dụng nhà bếp cho em. Nó là dòng thép SK5 nhá, không bị gì. Đó, vào đây. Nó có cả cái phần khóa hãm này. Đấy, lúc nào không dùng thì mình có thể hãm vào, còn không thì dùng các bác mở ra. Nó có lò xo đẩy trợ lực này. Cắt cực kỳ ngọt luôn. Dòng này thì cắt thì bao sắc bác luôn, cắt ngọt lắm, cắt cực kỳ ngọt. Đây. Cắt cho bác coi này. Đấy, thấy không? Cắt rất ngọt luôn nhá. Cắt thì cứ bao cắt cho bác luôn. Con này các bác bao cắt bác luôn, cắt cực kỳ ok. Đấy, cắt xương gà, xương kiếp các thứ nào các bác ngại dùng thớt thì các bác có thể mang cho em cái con này ra các bác xiến cho em. Đấy, không cần phải thớt thiết gì. Cứ cầm con này mà nghiến thôi nhá. Cái phần tay cầm các bác nhìn này, nó thiết kế nó rất là đầm tay, nó vừa tay. Đấy, nó bo góc này, các bác cầm nó rất là vừa tay nhá. Đấy, và các bác cầm nó có lực hơn. Đấy. Hàng của Japan, kéo gà Nhật nhá. Thì các bác lên mã cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kéo gà Nhật. Bên em đang bán một cái cây kéo gà Nhật nha, với giá là 130.000 một cây nhá. Kéo gà Nhật này. Kéo gà Nhật 130k một cây nhá, 130.000 một cây thôi. Đấy, về các bác dùng sử dụng nhà bếp này. Đấy, chuẩn bị Tết đến nơi rồi. Các bác mua về dùng để cắt đồ, cắt thịt gà, thịt vịt, cắt xương, cắt rau củ quả, sử dụng nhà bếp cho em cây này thì tuyệt cả vời mà siêu bền luôn. Đấy, nó rất là dày, cái thớ kéo rất là dày này. Con này ngoài chức năng là cắt thì mình có thể là sử dụng được rất nhiều chức năng, ví dụ như chức năng đánh vảy cá này, các bác nhìn cái phần răng cưa này, các bác có thể là dùng để đánh vảy cá này. Rồi ở đây nó có một chức năng rất hay, đó là cái chức năng kẹp càng cua càng gẹo, rồi kẹp hạt này. Ví dụ như là những cái càng cua càng gẹo là các bác cứ phải dùng để đập các thứ này, các bác cho đây các bác kẹp, cho trực tiếp đây các bác kẹp chưa. Đấy, cho trực tiếp các bác kẹp nhá. Đấy, rồi là ví dụ như là những cái quả nó rắn, ví dụ như quả óc chó là các bác cho đây các bác kẹp này, vỡ luôn nhá, ngon lành luôn đấy, chắc chắn lắm. 130.000 một cây nhá. Lên mã em sẽ được hỏi là cây kéo gà Nhật nhá, 130.000 cho một cây kéo gà Nhật này. Hàng bao dùng bao xài bác luôn, bảo hành bác luôn nhá. Đấy, hàng mà không dùng được bên em cho bác trả lại luôn. Con này nói chung là quá ok rồi, xịn mà chất lượng dùng ok lắm. Bên em có về thêm thiếc cũng như là nhựa thông. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã đó là cái mã nhựa thông nhá, mã nhựa thông. Thì đây hôm nay bên shop về thêm cho bác cái mã nhựa thông này. Nhựa thông này thì hiện tại em đang bán cho các bác một cái hộp nhựa thông nhỏ nhỏ nha. Giá nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10k nhá, 10k cho một cái hộp nhựa thông nhá, 10k một hộp nhựa thông nha, nhựa thông xịn luôn đấy. Đấy, 10.000 một hộp nhựa thông nha, về các bác dùng thoải mái, hàn thoải mái luôn. Đấy, bác nào mà hàn gia đình với dùng ít là thì thoải mái, chắc vài ba năm hết một hộp này luôn. Đấy, một hộp nhỏ nhỏ như này là 10.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là nhựa thông nhá. Đấy, nhựa thông thì đang bán là 10k cho một cái hộp nhựa thông này. Ngoài ra thì đây về tiếp cho bác cái mã đó là cái kìm xanh nhá, lên mã em sẽ là kìm xanh. Đấy là cái cây kìm cắt chân linh kiện này. Đấy, vẫn bình ổn giá bác luôn là 30.000 một cây nhá. 30k cho một cây kìm xanh cắt chân linh kiện này. Cái cây kìm này chuyên để về các bác cắt những cái chân linh kiện, những cái dạng chân nhỏ nhỏ, ví dụ như là chân dây điện, rồi là những cái chân linh kiện, chân hàn linh kiện nhỏ, thì các bác dùng cái cây kìm này các bác lách vào các bác cắt này. Đấy, cắt rất là ngọt, con này cắt ok lắm. Đây này, để em cắt thử cho bác coi, cắt cực kỳ ngọt luôn. Đấy, cắt rất là ngọt như đây. Em bấm cho bác này. Đấy, bấm rất là ngọt nha, con này bấm ngọt lắm. Đó, dùng ok lắm. Các bác chuyên để các bác cắt những cái chân linh kiện nhá. Đấy, cắt những cái chân linh kiện, cắt rất là ngọt luôn. Đó đây, bấm rất là ok luôn nhá. 30.000 nhá, 30.000 lên mã em sẽ là cái kìm cắt chân linh kiện nhá. Kìm cắt chân linh kiện đang gửi bác là 30.000 trong một cây kìm cắt chân linh kiện nha. Gửi đến các bác luôn đó là cái mã cái cây hút thiếc này. Đấy, bác nào cũng chuyên hàn linh thiếc thì chắc là biết cái cây này rồi, đó là cái cây hút thiếc nhá. Cây hút thiếc đây. Cây hút thiếc cây này dùng chuyên để các bác vệ sinh những cái mối hàn cho nó sạch. Đấy, thì các bác mua cho em cái cây này về, nó chuyên hút những cái thiếc thừa thứ rồi ở những cái mối hàn đấy, hút cho nó sạch mối hàn. Đấy, thì các bác
mua cho em cái này về. Đấy, con này rất là dễ dùng, lúc nào bắt đầu các bác muốn hút thì ấn lên xuống này, đấy như kiểu cứ bơm ấn xuống nhá, nó sập vào lẫy. Và lúc nào mà các bác muốn hút thì các bác bấm vào đây này, bấm vào đây, đó là nó sẽ bật lên, là nó sẽ cái lực hút nó sẽ hút lên kiểu cứ bơm ấy nhá. Đấy, nó gọi là cái cây hút thiếc. Đấy, lực hút rất là mạnh luôn. Hàng này hàng hãng nhá, hàng bãi, hàng hãng, hàng là của thương hiệu Kuntech này, mới keng nguyên nguyên đai nguyên kiện luôn nhá, mới keng nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, rất ok. Lên mã thì em sẽ là cái cây hút thiếc nhá, cây hút thiếc. Cây hút thiếc này. Hút thiếc này thì đang ở bác giá thì cũng bình dân thôi, chỉ có 40.000 một cây nhá. 40k cho một cây hút thiếc này, 40.000 một cây. Đấy, lực hút rất là mạnh luôn, các bác nghe tiếng có thấy như kiểu súng hơi luôn nhá. Đó, nó hút rất là mạnh. Đó, 40k. Một cái cây hút thiếc, cái cây chuyên để vệ sinh chân mối hàn thiếc, thiếc các thứ rồi, thiếc thừa rồi. Đó. Rồi ngoài ra thì có luôn cho bác đó là cái này là cái nhíp này, cái nhíp kẹp. Em về ít cái mã nhíp kẹp này. Nó cái nhíp kẹp này rất là hay. Đấy, về bác nào dùng để gắp những cái đồ nhỏ nhỏ li ti nhá. Cái này kể cả những cái sợi tóc, cái này nó gắp được luôn. Đó. Em bán một cái nhíp kẹp này là 15.000 một cái nhá. 15.000 một cái. Nó có bên ngoài nó có sơn sơn tĩnh điện này. Đấy, sơn tĩnh điện, còn đây là phần đầu này. Đấy, phần đầu của nó ấy nhá. Nó rất là nhỏ này, ví dụ như những cái phần nhỏ nhỏ như là móng tay này, rồi là những cái phần chân linh kiện là nó vẫn có thể lắp được. Đây này, đây để em lấy cái mảnh mảnh này. Đây các bạn nhìn kỹ này, đây là những cái mảnh nhỏ là nó có thể gắp ok luôn này. Đấy, ví dụ các bác làm nghề rồi, những cái đồ linh kiện nhỏ rồi là các bác vẫn có thể gắp được con này luôn. Nó gọi là cái cây nhíp kẹp nhá. Đấy, nhíp kẹp. Đó, con này chiều dài thì nó rơi khoảng tầm là gần 20 cm, nó rơi khoảng tầm 18-19 cm nhá. Đấy, và cái đầu nó rất là nhỏ, những cái chi tiết nhỏ ví dụ như đây, ví dụ như cái da thừa của em này, đấy nó gắp ok luôn này. Đấy, thế là các bạn yên tâm là những cái chi tiết nhỏ, ví dụ như cái đồ chân linh kiện phụ kiện nó nhỏ nhỏ xíu như ốc vít cái thứ là các bác vẫn có thể gắp ok luôn này. Đấy, gắp ok luôn nhá. Cái phần đầu nó này nó rất là dễ gắp nhá. Đấy, thiết kế rất là dễ gắp luôn. Đấy, bên ngoài này có sơn tĩnh điện. Cái này là cái nhíp kẹp nhá. Thì các bác cứ lên mã anh em sẽ cái nhíp kẹp, thì đang bán cho bác một cái cây nhíp kẹp nha. Giá là 15.000 một cây nhá, 15.000 một cây. Đấy, 15k một cây nhíp kẹp này. Về để các bác kẹp linh kiện, rồi là các bác kẹp những cái đồ nhỏ nhỏ lặt vặt, hoặc là các bác thậm chí là có thể kẹp được cả sợi tóc luôn. Nó nhỏ như sợi tóc, con này vẫn có thể kẹp luôn này. Nhíp kẹp đang bán là 15k một chiếc nhá. Rồi, ngoài ra thì bên em có bán đợt này nó về nhiều bác hỏi cái mã pin pin này này. Nhiều bác hỏi cái mã pin nhỏ nhỏ này. Cái pin này nó là cái pin 23A nhá, 12V. Cái pin này thì chuyên để cho các bác lắp vào ví dụ như là cho remote, dùng cho remote điều khiển từ xa này, hoặc là điều khiển cửa cuốn này. Đấy, thì bên em đang bán lẻ một cái viên pin như này với giá là 10.000 nhá. 10.000 một viên nhá, đây này. Chắc là nhiều bác mua cái bộ remote này anh em, cái bộ điều khiển này anh em này, mà nhiều bác hỏi là có pin bán kèm không. Đấy, thì bữa trước là nó không có hàng đâu. Thì hôm nay nó về cái mã này cũng rất là hay. Đây, thì em lấy cho bác coi. Đây là bình thường là ở những cái bộ điều khiển từ xa là nó hay có cái điều khiển như này. Nó hay có cái điều khiển như này. Và các bác tháo cho cái phần chân ra là các bác nhìn thấy cái điều khiển nó luôn này. Đây này, đấy viên pin này này. Đấy, thì nhiều bác là bảo là tôi dùng cái điều khiển này hiện tại nó bị hết pin mà bây giờ không có pin thay. Thì đây bên em có bán cho bác luôn nhá. Thì đang bán cho bác là một viên này là 10.000 nhá, một viên là 10.000. Đấy. Pin pin 23 nhá, 12V. Đấy, chuyên dùng cho lắp cho remote điều khiển từ xa, hoặc là những cái thiết bị như là điều khiển cửa cuốn nhá, điều khiển cửa cuốn. Cái pin này nói chung là thị trường thì nó cũng khá là dị và nhiều lúc cũng khá là hiếm hàng đấy. Đấy, thì về cái lô pin này nó chắc khoảng tầm vài chục viên thôi, thì bác nào tranh thủ mà những cái điều khiển nhà mình nó hết pin thì các bác có thể mua thôi nhá, có thể mua. Thì đang bán là một cái pin pin các bác cứ lên mã em sẽ là cái pin 23A 12V nhá. Đấy, pin 23A 12V. Đấy, chuyên dùng cho remote hoặc là điều khiển cửa cuốn. Đó, thì đang bán một viên pin 12V 23 như này với giá là 10.000 nhá. 10.000 cho một cái viên pin remote 12 23, 12V 23A các bác nhá. Đấy. Đó, đây. Nó rất là nhỏ này thôi. Đấy, nhưng mà nhiều khi là nhiều bác mua cái bộ điều khiển em là các bác đang dùng bị hết pin ấy, thì các bác có thể mua về để thay các bác nhá. Đấy, thì là cái bộ điều khiển từ xa là nó dùng cái pin này này. Đó. Rồi em qua những cái mã hàng tiếp theo nhá. Nhiều hôm nay nhiều những cái mã hàng mới lắm, giá tốt mà dùng ok. Gen con nhiệt đây, gen con nhiệt thì giá nó bình dân thôi. Đấy, bên em sẽ bán nó combo là 5 sợi nhá. 5 cái sợi gen con nhiệt thì nó sẽ có kích cỡ là 1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly và to nhất là 5 ly. Đấy, và bên em sẽ bán nó combo là 5 ống gen con nhiệt. Thực ra thì nó là 5 sợi nhá, 5 sợi. 5 sợi
5 sợi ống ken con nhiệt, 5 sợi. 5 sợi này với giá là 10.000 nhá, 10.000 thôi. Đấy thì sẽ bán được combo 5 sợi một nha. Đấy thì nó sẽ có là các cỡ từ nhỏ nhất này là 1 ly này. 1 ly này rồi là 2 ly này, 2 ly. 3 ly này. Đây 3 ly nó to một chút này. Rồi là 4 ly. Đấy 4 ly và to nhất là 5 ly nhá, to nhất là 5 ly. Đấy thì bên em sẽ bán theo combo là 5 sợi một thì đây. Đây em sẽ rút cho bác 5 sợi một này. 2 sợi này. 3 sợi này. 4 sợi này. 5 sợi này, đấy, bên em sẽ bán theo là các bác là 5 sợi này là 10.000 này. 5 sợi này thì về view các bác dùng thoải mái luôn. Đấy 5 sợi là nó vào là đi hơn 3 mét các bác nhá, hơn 3 mét đấy. Nếu mà 5 sợi tính vào là hơn 3 mét vì nó một cái sợi này rơi vào khoảng tầm 60 phân. Đấy, dài chiều dài là rơi khoảng tầm 60 phân. Thì 5 sợi nha. Thì sẽ có giá là 10.000. Đi về để dùng để các bác dùng để ví dụ như là những cái dây điện nhà mình ấy nó hở, những cái chỗ mà các bác không dùng quấn băng keo được thì các bác cho em cái ống ngăn con nhiệt này vào. Xong là các bác dùng lửa các bác hơ nhá. Đấy dùng những cái đầu khò các bác hơ. Khi mà con nhiệt nó tác động vào cái ống ngăn này thì tự động là cái ống ngăn nó sẽ co vào nhá, nó sẽ co vào. Đấy nó sẽ co vào các bác nhá, nên là dùng rất là hay. Các bác dùng để bảo vệ những cái mối nối dây điện là nó không bị hở các thứ ra. Đấy, ok luôn. Combo 5 sợi ống ngăn con nhiệt nhá. Đấy combo 5 sợi ống ngăn con nhiệt từ to đến nhỏ thì sẽ là 10.000 nhá, 10.000. Đấy, nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy bán gọi là bán giao lưu cho bác thôi chứ thực ra cái này ha. Hàng này bên em là không có lãi đâu. Đấy. Combo 5 ống ken con nhiệt nó 5 sợi ống ken con nhiệt là 1 2 3 4 5 mm là 10.000 nhá, 10.000 cho một cái combo 5 sợi này. Chỉ có 10.000 thôi này. Đấy, về các bác dùng. Dùng nói chung là dùng gia đình anh nhá, thợ thuyền dùng ok luôn. Đấy, 5 sợi 5 kích cỡ khác nhau. Đấy, về như sợi to thì cho vào dây to, sợi nhỏ cho vào dây nhỏ và khi mà có nhiệt nó tác động vào thì cái gen này nó sẽ co vào như kiểu là các bác cuốn băng keo, nhưng mà đôi khi cái này dùng nó tiện hơn băng keo nhiều. Băng keo là các bác phải cuốn trước, là như con này là các bác chỉ việc là xỏ vào sau đó các bác dùng nhiệt, các bác hơ là tự động là nó sẽ co vào thôi, dùng hay lắm. Đấy, gen co nhiệt nhá. Combo 5 ống gen co nhiệt là 10.000 đúng nhá, 10.000. Đấy đây. Combo 5 sợi là 10.000 đúng nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái đuôi đèn lò xo này. Đuôi đèn lò xo này thì bên em vẫn đang bình ổn giá để các bác dễ mua luôn. Đuôi đèn lò xo. Đuôi đèn lò xo nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 thôi. 30k cho một cái đuôi đèn lò xo nha. Dùng rất là hay này. Đây. Nó là một chiếc đuôi thiết kế là nó có kèm cả phích ở đây luôn. Ở phần đuôi này thì sẽ là có cái công tắc tích hợp ở đây. Đấy, tức là về các bác lắp bóng của các bác vào đây nhá. Lắp cái bóng vào đây. Bóng của nó, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy E27 nhá. Đấy các bác lắp bóng vào đây nhá. Sau đó là các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện này. Đấy, mỗi lần mà các bác dùng thì các bác không phải rút ra cắm vào nhiều, mà các bác chỉ việc là bật công tắc ở đây là đèn nó sẽ sáng hoặc là tắt đi, tùy nhu cầu các bác bật công tắc nhé. Và cái phần lò xo này thì các bác có thể bẻ điều chỉnh các hướng này. Đấy, điều chỉnh các hướng này. Cái này nó gần như là một cái đuôi mà nó như kiểu là những cái dạng đuôi kiểu dạng đuôi di động nhé. Đấy, mình có thể là mang đi mọi chỗ mọi nơi, hoặc là các bác để những cái chỗ nào nó phù hợp mình cần dùng. Đấy, không cần phải dây dạ lằng nhằng gì, về lắp cả bóng vào đây cắm vào nguồn, đấy lúc nào dùng thì bật lên, không dùng tắt đi, nó quá là tiện lợi mà. Đấy, quá ok luôn, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 30.000 thôi. Lên mã sẽ là đuôi đèn lò xo nhá. Đấy đuôi đèn lò xo đang gửi bác là 30.000. có thay của cái sản phẩm này là nó tích hợp cái công tắc đây này, nó rất là tiện luôn, lúc nào dùng thì mình tắt đi, không dùng thì mình bật lên. Đấy rất ok, 30k nhá, 30k cho một chiếc đuôi đèn lò xo. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái tấm cọ lưng này, cái tấm cọ lưng bằng silicone nhá. Cái này thì bên em bán khá là nhiều, giá nó cũng hạt rẻ, nó có 30.000 thôi. Đấy, bác nào sau những ngày làm việc mệt mỏi căng thẳng này thì các bác mua ngay cho em cái tấm này về. Đấy, đây em báo giá luôn thì các bác cứ lên mã em sẽ là tấm cọ lưng nhá. Đấy, tấm cọ lưng silicone đang gửi bác là 30.000 một tấm nhá, 30k một tấm nhá, chỉ có 30.000 thôi. Đây đó là một cái tấm này nhá. Đấy, ở cái phần đằng sau mặt của nó thì là cái những cái miếng hít thì các bác có thể ấn vào cái phần mặt kính hoặc là những cái phần mặt tường đá hoa trong nhà tắm nhà mình để nó dính lên. Đấy, còn đằng sau thì là những cái gai này, công dụng của nó là vừa massage thư giãn này, vừa kỳ cọ này, tẩy hết những cái phần ghét bẩn ở trên lưng rồi là trên người ngậm các bác rồi. Đấy thì con này thì các bác có thể sử dụng dùng kỳ cọt massage ok luôn. Đây các bác nhận hàng các bác cứ kiểm tra sờ thích cực luôn. Đấy cái này em nghiện luôn, mỗi lần em cũng buồn em ra em sờ này thích lắm. Đấy, nó massage thích cực kỳ đó. Tấm cọ lưng nhá các bác nhá, tấm cọ lưng silicone. Đấy, rất nhiều những cái gai này là 30.000 một tấm nhá, 30k một tấm. Đấy, 30k cho một cái tấm cọ lưng silicone dùng rất ok. Đấy các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây đấy,
cái này thì các bác có thể kỳ cọ chân tay này, đấy kỳ lưng, đặc biệt là kỳ lưng nhá, lưng nó rất là khó kỳ đấy, các bác dán lên tường này, kỳ tay này, kỳ bàn tay này, kỳ lòng bàn chân này, các kiểu luôn, đấy, cho xà phòng vào các bác kỳ nhá, dùng xong là các bác lại có thể đeo lên, hoặc là các bác rửa xong các bác đeo lên, đấy là khô ráo ngon này luôn, mà mình lại dùng tiếp, đấy tấm cọ lưng nhá, dùng để kỳ cọ lưng rồi là chân tay ngửa ngậm, vừa kỳ cọ vừa massage rất ok, thư giãn ok luôn, đấy 30k một tấm nhá, 30k cho một cái tấm cọ lưng nha, 30k một tấm rồi, đấy, tấm cọ lưng nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây hút thiếc này, lên mã em sẽ là cái cây hút thiếc nhá. Cây hút thiếc, cây này thì bán cũng rất là nhiều. Đấy, chuyên dùng cho anh em thợ thuyền sửa chữa điện tử rồi. Đấy, các bác hay phải hút thiếc, các thứ là hút những cái chân thiếc ra cho nó sạch ấy, thì các bác mua cho em cây này về. Cái con này nguyên lý động cũng rất là dễ xài thôi. Đấy, các bác chỉ việc ấn ra, đấy là sẽ khớp vào. Và lúc nào các bác cần hút thì các bác dí vào cái phần mối các bác cần hút này. Ấn một cái, đấy, là nó sẽ hút lên nhá. Hút sạch những cái phần thiếc mối hàn, nó sạch bong cái mũi chân hàn luôn. Đấy, con này lực hút rất là khỏe nhá. Đây, đây em dí tay này. Đấy, đây này. Nó hít rất là chặt nhá. Đấy, thả ra bắt đầu nó mới bật ra này. Hít, cái lực hít của nó rất là khỏe luôn. Đấy, thấy không? Lực hít rất là khỏe nhá. Đấy. Tấm, cái này là cái cây hút thiếc nhá. Cây hút thiếc. Vật bên ngoài thì nó toàn bộ bằng thân nhôm. Đấy, cái phần ti nó thì bật khá là khỏe, cũng như là cái lực hút rất là khỏe luôn. Đấy, rất là mạnh. Đó, đây. 40k nhá, 40k cho một cây hút thiếc này. 40.000 cây, hàng này hàng hãng nhá, hàng bãi, bãi hãng luôn đấy. Con này hãng của nó là Kunzex này, đấy Kunzex. Đó. Lên mã em sẽ là cây hút thiếc nhá. Cây hút thiếc. Cây hút thiếc này thì đang bán bác giá sẽ là 40k. Đấy, 40k cho một cây hút thiếc này, chỉ 40.000 thôi. Đấy. Hiện tại thì bên em vẫn đang có chương trình giảm giá nhá, giảm giá hầu như là các sản phẩm bên em đều đang được giảm giá hết luôn đấy. Đấy thì các bác cứ chú ý đón xem theo dõi cái những video mới nhất bên em. Đấy, hầu như là video mới đợt này bên em là hầu như đang có chương trình giảm giá ưu đãi hết luôn. Đấy, sản phẩm các bác cứ xem những video cũ ấy, sản phẩm hầu như bên em đang giảm giá tất tốt luôn đấy, thì các bác cố gắng xem hết video nhá, cập nhật lại những mức giá mới cũng như là xem những cái món nào đấy phù hợp vừa túi tiền mình thì mình xúc xà bần thôi. Đấy rồi. Đấy, em sẽ qua đến mã hàng tiếp theo. Sản phẩm tiếp theo em cũng giảm giá luôn bác, mã hàng đó là cái chai xịt chống thấm này, lên mã em sẽ là cái dạng chai xịt chống thấm nhá, nó là dạng chai xịt đấy nha bác nào hiện tại đang bị rột giữa thứ này, đấy rồi những cái chỗ nào nó bị nứt nở tường thì các bác mua cái lọ này về các bác xịt cho em nhá, mua về các bác xịt cho em. Đấy, thì lúc nào mà xịt thì các bác nhớ cho em là lắc đều, đấy, lắc đều, các bác lắc thật đều nhá, lắc thật đều. Đấy. Lắc đều cho nó lắc xịt này. Đây em xịt thử các con này. Đấy, nó là cái dạng keo quá nhá, dạng keo. Đây dạng keo này, như kiểu dạng keo sơn nhá. Đấy, các bác xịt, xịt trực tiếp vào cái chỗ nào mà nó bị nứt nở, chỗ nó bị thấm thế, cái thứ là các bác vệ sinh sạch sẽ đi. Sau đó các bác xịt nhá. Và lưu ý em là các bác xịt trong cái điều kiện là thời tiết là nó nắng, đấy, và nó khô ráo nhá, sạch sẽ nhá. Đấy thì các bác xịt thì nó mới phát huy hết tác dụng của cái sản phẩm này. Đó thì cái lọ cái chai xịt chống thấm như này thì một chai này với dung tích là 450ml. Đó, em báo giá luôn. Thế nên em đang gửi bác một cái chai xịt chống thấm nha. Với giá bữa trước đang bán là 60.000, hôm nay em xả luôn bác, chỉ còn có 40.000 thôi, 40k. Lên mã em sẽ là chai xịt chống thấm nhá, xịt chống thấm. Đấy, đang giảm giá chỉ còn có 40.000 thôi. Đấy, chai xịt chống thấm nhá, 40k. Nó là dạng chai xịt nhá, xịt rất ok luôn. Cái này thì bên em bán khá là nhiều rồi. Đấy, hôm nay em cũng giảm giá từng sản phẩm một luôn. Đấy, để các bác dễ mua đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Hiệu quả lên đến 10 năm, chống thấm rột mái tôn, mái ngói, máng xối trần nhà, xử lý các vết nứt tường nhà, sân thượng, chống rò rỉ các loại đường ống, xử lý các vết nứt, vỡ thủng trên các đồ vật khác, đặc biệt hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Đó thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, chống thấm rột trên mọi bề mặt luôn, rất là hay. Đấy, một chai này là 400 mi, nó là dạng chai xịt nhá. Đấy, về những chỗ nào nó bị nứt nở thứ rồi, đấy các bác xịt trực tiếp vào nhá. Đấy, xịt trực tiếp vào. Mà 40.000 một chai thôi nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con kìm chết này, con kìm chết nhá. Nhiều bác hỏi con mã kìm chết thì đây, bên em đang có cái kìm chết của Filter. Con này thì dùng quá uy tín luôn, cực kỳ cầm cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy, tay cầm toàn bộ đều bọc cao su chống trơn trượt cho em. Đấy, rất ok. Phần ngàm kìm này, đấy, toàn bộ thì là thép CRV nhá, thép CRV siêu cứng cáp dây dẫn luôn. Đấy, siêu cáp dây dẫn. Đó, kìm rất ok. Xoáy siếc trơn tru ngon lành nhá. Đấy, khóa hãm xoáy siếc trơn tru ngon lành luôn. Con này thì giá bình dân hạt rẻ. Đấy, cho các bác sử dụng gia đình nhá. Anh em thợ thuyền dùng con này thì ok luôn. Giá hiện tại em đang gửi bác một cái cây kìm chết của Filter nhá.
giá chỉ có 80.000 thôi. Lên mã em sẽ cái cây kìm chết nhá. Kìm chết này hàng hãng nhá, chứ không phải hàng linh tinh đâu. Đây là hàng filter, hàng hãng này. Filter là một trong những thương hiệu chuyên về đồ gia dụng nhá. Đấy, chuyên về đồ chuyên về đồ kim khí, đồ sửa chữa cho anh em thợ thuyền. Đấy, hàng của filter nhá. Đấy, nguyên hộp nguyên vỉ luôn. Đó, lên mã em sẽ cái cây kìm chết filter. Kìm chết nhá. Kìm chết này thì bên em đang gửi bác giá bình dân chỉ có 80.000 thôi. Đấy, 80k cho một cây kìm chết filter này. Đấy, bán khá là nhiều rồi mà giá nó bình dân, nói chung là dùng chất lượng là dùng ok. Đó, 80.000 một cây. Giá hợp lý mà sản phẩm dùng ok. Rồi tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây chổi trần nhà. Đấy, hôm nay em cũng xả kho thanh lý luôn cái sản phẩm này luôn. Đấy, bữa trước đang bán là 80.000. Hôm nay em xả luôn cho bác giá chỉ có 50.000 thôi. 50k nhá, 50k. Lên mã thì em sẽ là chổi trần nhà nhá. Chổi trần nhà. Đấy, chổi trần nhà. 50.000 cho một cây chổi trần nhà nha. Đây em lấy cho bác coi. Nguyên hộp này. Đấy. Nó sẽ gồm có là một cái cần này và một cái đầu. Một cái đầu chổi nhá, để về các bác quét dọn. Đấy, quét dọn nhà cửa đang bắt đầu dịp Tết rồi. Đấy, các bác quét dọn màng nhện, màng nhiếc các thứ này. Trần nhà nhiếc ok, những cái chỗ nào ở trên cao nhá thì các bác mua cây về cho. Nó sẽ gồm có một cái đầu lông xù này và đi kèm là một cái thanh thanh cái cây gậy nhá. Cái cây gậy rất là hay. Đấy, đi về các bác lắp đặt, các bác xoáy vào. Ở đây nó là cái dạng gen xoáy này. Đấy, các bác mở ra nhá. Sau đó là các bác lắp nó vào, gen xoáy, xoáy chặt nó vào. Sau đó là các bác muốn dùng tầm cỡ nào thì các bác rút nó lên. Đấy, tầm nào các bác rút lên tầm đấy. Con này rút tối đa nó không rơi vào tầm gần 3 mét nhá, gần 3 mét khá là dài. Đấy, dài lắm. Đây này, đây các bác nhìn em ấy này. Đấy, rút ra rất là dài luôn nhá. Như kiểu là một cái cây xào luôn. Đấy, và lúc nào dùng xong thì các bác có thể thu nó gọn mà được. Đấy, thu rất là gọn gàng nhá. Đấy, thu gọn vàng. Và cái phần đầu này các bác có thể bẻ này. Đấy, phần đầu có thể bẻ, ví dụ như những cái chỗ nào ngóc ngách các bác bẻ này, các bác luồn lách vào các bác quét nhá. Rất ok luôn. Đấy, cây chổi quét trần nhà nó đang xả kho thanh lý cho bác chỉ có 50.000 một cây thôi. Mọi gia đình. Đây các bác ơi. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Như thế này chắc chắn đấy, nó kéo dài nhá. Đấy, quét. Đầu chổi có thể uốn cong và bong lau mềm dễ hút bụi, nên không cần leo trèo tốn công, bạn cũng dễ dàng quét sạch bụi bẩn trên cao. Bạn hãy đặt hàng ngay hôm nay để dọn nhà sạch sẽ mà đơn giản hơn nhé. Một cây chổi quét bụi trần thông minh có thể kéo dài như thế này chắc chắn sẽ rất cần thiết cho mọi gia đình. Đầu chổi có thể uốn cong và bong lau mềm dễ hút bụi, nên không cần leo trèo tốn công, bạn cũng dễ dàng quét sạch bụi bẩn trên cao. Bạn hãy đặt hàng ngay hôm nay để dọn nhà sạch đó, sẽ mà lúc nào mà dùng xong mình có thể thu gọn vào, và lúc nào mà dùng thì các bác kéo nó ra. Con này nó chiều dài kéo ra phải khoảng tầm gần 3 mét, tầm 2m7, 2m8 nhá, khá là dài luôn. Nói chung là quét vào trần nhà này, còn nếu mà các bác không muốn thành cái chổi trần nhà thì các bác thu gọn vào thì thành một chiếc chổi lông xù. Ví dụ như các bác phải đồ những cái đồ dễ thấp này, đấy, phải bàn ghế sofa thứ là ok luôn nhá các bác nhá. Đấy, chổi lông xù và cái phần đầu có thể bẻ uốn cong các kiểu này. Giá thì đợt này đang giảm giá xả kho để các bác dễ mua trong dịp Tết luôn, chỉ có 50.000 thôi. 50k nhá, 50k cho một chiếc cây chổi trần nhà này. Đấy, cây chổi nhà 50k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ bàn chải vàng 8 cây này. Bộ này thì hôm nay em cũng giảm giá xả kho luôn. Đấy, bữa trước đang bán là 50.000. Lên mã em sẽ cái hộp bàn chải vàng nhá, hộp bàn chải vàng 8 cây nhá, 8 cây. Bữa trước đang bán là 50.000, hôm nay em xả kho bán nhanh bác luôn. Chỉ có 30.000 thôi. 30.000 các bác nhá, 30.000 cho một cái hộp bàn chải vàng 8 cây luôn. Đấy, 8 cây mà nó chỉ có 30.000 thôi. Đấy, bình thường các bác ra quán ra xá là các bác mua một cây đã rơi vào 10-15.000. Đây bên em bán là 8 cây chỉ có 30.000 mà hai rất hay là nó sẽ gồm có là một đầu bàn chải đi kèm bên dưới này, sẽ là một cái đầu cạo lưỡi nhá, một cái đầu cạo lưỡi rất hay luôn. Đấy, vừa là vệ sinh răng miệng vừa vệ sinh lưỡi luôn, quá ok. Lông bàn chải rất là mềm nhá, cái này dùng được cho trẻ em người lớn dùng hết luôn. Đấy, đây. Đấy, lông rất là mềm. Đó, lông cực kỳ mềm này. Bên dưới là cái phần đầu cạo lưỡi kiểu dạng đầu silicone cũng rất là mềm luôn, các bác dùng để vệ sinh lưỡi nhá. Đấy, tay cầm có phần bọc cao su chống trượt, khá ok luôn. Hộp bàn chải vàng 8 cây nhá, hộp bàn chải vàng 8 cây mà giá nó bình dân chỉ có 30.000 thôi nhá. Hôm nay em xả luôn, bán nhanh bác cho cái lô bàn chải vàng luôn. Hộp bàn chải vàng 8 cây 30.000 cho một cái hộp bàn chải vàng 8 cây nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái ổ điện U4 này, ổ điện U4 hàng của Apple, iPhone 13 Pro Max này, hàng của Apple nhá. Em báo giá luôn, lên mã em sẽ ổ điện U4. Cái này thì em bữa trước đang bán là 90.000. Hôm nay xả kho bán em luôn, giá chỉ còn có 70.000 thôi. 70k cho một cái ổ điện U4 nhá. Đấy, 70k một chiếc ổ điện U4 này, hàng Apple. Rất là xịn sò con này nha. Đây. Cái ổ điện sẽ gồm những cái cổng chân cắm tai xi rất là ok. Đấy, rồi là cả cái
chân cổng USB. Ở đây nó là cái nguồn vào nhá. Nguồn vào của nó sẽ các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220, và ra đầu ra của nó sẽ gồm có là hai cổng BD. Hai cổng BD tức là hai cổng Type-C đấy. Đấy, và hai cái cổng USB. Đấy, ví dụ này về các bác dùng để cắm sạc điện thoại này, rồi là bây giờ rất nhiều những cái thiết bị nó dùng những cái cổng Type-C này. Đấy, các bác kiếm rất là khó. Đấy, các bác mua cho em cái ổ này về rất ok luôn. Đấy, gồm một nguồn vào 220 và nó xuất ra sẽ được là hai cổng USB nhá, và hai cổng Type-C. Đấy, hàng của Apple, logo táo cắn dở này. Đấy, cắm trực tiếp nguồn 220 là sạc. Đấy, U4 nhá, U4 90.000, đang giảm giá cho các bác là chỉ có 70.000 thôi. Đấy, 70.000. Lên mã em sẽ là ổ điện U4 nhá, bao gồm là bốn cổng ra nhá, hai cổng USB và hai cổng chân Type-C nhá. Đấy, ngoài ra thì bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái mã dây sạc ba đầu. Đấy, dây sạc ba đầu nhá. Đấy, đi về nếu mà các bác dùng, các bác có thể là dùng cái dây này các bác cắm vào đây nhá, cắm luôn với cái ổ này. Đấy, để các bác sạc cho điện thoại này. Đấy, cắm luôn với cái ổ này để các bác sạc điện thoại nhá, cắm sạc cho điện thoại này, rồi là các thứ những cái thiết bị nhà mình. Con này thì các bác có thể sạc hầu như tất cả các loại điện thoại bây giờ luôn. Đấy, ví dụ như là Samsung này, iPhone này, đấy iPhone này các bác nhá, iPhone này, rồi là Samsung đời mới này, Samsung đời cũ này, chân này chân Type-C này, chân này chân Lightning này, chân này chân micro USB này. Con này thì nó là dòng dây sạc ba đầu nhé, dây sạc ba đầu. Đấy thì bên ngoài đều được bọc silicon này, chống gập chống gãy nhá. Con này các bác dùng thì siêu bền luôn, dùng khoảng tầm vài ba năm rồi là thậm chí 5 năm thoải mái cho em luôn một cái dây sạc này. Đấy, dùng cả 5 năm giờ luôn, dùng rất bền nhá. Đây là các bác nhìn này, cái phần silicon nó rất là dẻo nhá. Đấy, chống gập chống gãy rất là tốt luôn. Đấy, nó nói chung là bây giờ hầu như bây giờ nó hướng đến cái sự bền bỉ nhá, bền bỉ và tiện lợi nhá. Đấy thì cái dây sạc cam ba đầu nha, thì giá hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là 4.000 dây nhá, 4.000 dây đó. Thì các bác có thể mua đây, mã em sẽ cái dây sạc cam. Đấy, dây sạc cam ba đầu đang gửi bác là 40k nhá, 40k trong cái dây sạc ba đầu nha, 40.000. còn cái ổ điện U4 nhá đang bán cho bác là 70.000 nhá. Đây, ổ điện U4 này 70.000 một cái đây. Đấy, còn cái dây sạc cam ba đầu thì đang bán là 40.000 nhá. Đấy, các bác có thể lấy được cả bộ này về mình xài luôn được, hoặc các bác có thể lấy lẻ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con áo mưa Honda. Hàng này của nó là hàng tặng nhá, hàng tặng của công ty. Đấy thì em ôm lô thanh lý được cái mã hàng này cũng rất ok nhá. Nó là dòng áo mưa choàng nhá, áo mưa một người thôi, áo mưa choàng. Đấy, áo mưa Honda nhá. Cứ lên mã em sẽ áo mưa Honda. Em bán giá bình dân thôi, 30.000 một chiếc nhá. 30k thôi. Đấy, bình dân. Các bác để trong cốp xe lúc nào mà mưa gió cái mình có cái mình lôi luôn. Nó là dạng áo mưa choàng nhá. Đấy, choàng từ trước đằng sau. Có phần tay áo thứ ở đây, các bác cùng xem hình ảnh về sản phẩm này đây. Đấy, khi mà choàng lên nó sẽ như này nhá. Đấy, che nói chung là che khá là kín rồi. Đấy, che khá là kín người luôn. Đấy, đây đó, ok luôn nhau nhá, giày dẫn chắc chắn lắm. Đấy, dòng áo mưa của Honda, hàng này là hàng tặng của công ty Honda nhá, thì ôm đô thanh lý được cái lô này, giá bình dân bán cho bác dễ mua, hàng hãng đàng hoàng ngon lành luôn nhá. Áo mưa Honda đang gửi bác là 30.000 một chiếc nhá, 30k một chiếc nha. Tiếp theo em lên luôn cho bác đó là cái dòng táo này, táo khô Hàn Quốc nhá, made in Korea, uy tín chưa, táo khô Hàn Quốc. Đấy, các bác cũng có thể mua về làm quà biếu tặng, mua về sử dụng ngày Tết này. Rồi là cái táo này thì các bác có thể sử dụng trong nhiều món nhá, trưng yến này, rồi là ví dụ như là các bác hầm thuốc bắc này cũng ok. Đấy, hàng này thì đết còn dài nhá, đết còn dài luôn. Đây, để em tìm cho bác cái đết này. Đâu, đết của nó có đoạn nào? À đây, đết thì sẽ là 2027 nhá, 25 tháng 12 2027 luôn, rất là xa nhá, đết còn đến tận mấy năm nữa cơ, nên là các bác yên tâm. Kim Hung Búc này đó, cái này táo khô Hàn Quốc nhá, táo khô Hàn Quốc, hàng size to, hàng size quả to nhá, hàng size quả to đó, cứ 1 cân. Táo này thì hiện tại em đang bán với giá sẽ là 80k, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là táo khô Hàn Quốc nhá, táo Hàn Quốc đều được. Đấy, táo khô Hàn Quốc đang gửi bác là 80k một túi nhá, 80k một cái túi táo khô Hàn Quốc này, chỉ có 80.000 thôi, giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy, các bác mua về ăn vặt này, mua về hầm thuốc bắc này, trưng yến này. Đấy, rồi là đặc biệt là các bác về ngâm rượu. Đấy, ngâm rượu để Tết uống cũng ok, cái này ngâm cực kỳ nhanh nhá, các bác ngâm từ giờ Tết uống thoải mái luôn, ngâm giờ Tết uống thoải mái luôn. Và cái vị táo này uống rất dễ uống nhá, rất dễ uống luôn, mà nó ngọt ngọt, ngọt ngọt dễ uống lắm, ngâm rượu ok. Cái này bữa trước em bán, các bác mua về ngâm rượu nhiều lắm đó. Rồi là sử dụng nhiều món đó. Nói chung sử dụng nhiều món, cái táo khô Hàn Quốc này dùng rất là hay đó.
80k một túi nhá, 80k một túi táo nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nha. Và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một tiếp keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Em lên luôn cho bác ngoài hàng đó là cái phích cắm diệt, báo giá bác luôn này. Đang bán bác là 10.000 cho một cái cây phích cắm diệt này, 10k một chiếc nhá. Đấy, nó là phích cắm chân diệt để về chuyên để các bác cắm vào cái những cái ổ điện Nhật nhá. Ổ điện Nhật là người ta hay dùng chân diệt nên là các bác đôi khi được các bác mua ngoài trường ấy là nó hầu như toàn chân tròn thôi. Mà Việt Nam bây giờ cũng hầu như phổ thông toàn chân tròn. Đôi khi rất là khó kiếm. Đây thì các bác mua cho em cái phích này về các bác cắm vào chuyên vào cắm ổ điện Nhật này. Đó. Con này là dòng phích chống va đập chống vỡ rất là tốt nhá. Giá thì hạt rẻ bình dân chỉ có 10.000 thôi. Đấy. Chân của nó sẽ là chân đồng, cực kỳ chắc chắn luôn. Về các bác xoáy cho em cái đốc ra, mở cái nắp ra, đấu cái dây vào là xong. Đấy, đấu dây vào là xài thôi. Đó, phích cắm chân dẹt nhá. 10.000 cho một chiếc phích cắm chân dẹt này. Đấy, phích cắm chống va đập nhá, chống vỡ, chống cháy. Đó, giá hạt rẻ mà sản phẩm dùng ok lắm. Đấy, cắm nó chắc chắn mà không bị mô ve, không đánh lửa thứ gì nhá. Hàng chân đồng tiếp điểm tốt, 10.000 các bác nhá. 10k một chiếc thôi. Đấy, các bác nào bữa trước chưa chốt được thì hôm nay tranh thủ chốt luôn nhá. Phích cắm chân dẹt nhá. Đang gửi bác giá sẽ là 10.000 cho một chiếc phích cắm chân dẹt nhá. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật các nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1.200m các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra các có thể được cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bạn nhìn cái dàn led của nó này, quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nữa sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách này. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Đó, kết hòa cùng kết hợp là những cái màu đen xám, nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này. Đấy, công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm đi. Bên kia em sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Đó, cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này. Đấy, picnic hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn, rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay, rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích trước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18cm nhá, 18cm. Phần bản rộng này, bản rộng của nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9.5cm gần 10cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10cm, bản rộng là 10cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13cm nhá, chiều cao khoảng tầm 13cm. Đấy, chiều cao là 13cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. À, đây, đằng trước này thì các bác bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này, hai chế độ sáng này. Đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này. Sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để và quay cho các bác xem luôn. Đó, rồi.
Đấy là những cái chế độ sáng của bên bên này nhá. Đấy bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này có nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá này lên trần này. Đấy các bác để này, các bác đá lên trần hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây, có nháy cảnh báo SOS nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương, cứu hỏa đấy. Thì hai con nháy kiểu đèn này, gọi là đèn, nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo, rồi. Đó, thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá, để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì cũng đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon này. Đó, thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này có nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa có nhá. Đấy, sáng rộng và sáng xa có nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái bằng một cái đèn này thôi, có nhìn này. Cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bạn nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bạn nhìn này, cột điện này, đấy sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này các bạn nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy sáng nhìn rõ một một luôn nhá. Đây quay xem này, đây các bạn nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn. Đó, rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây, các nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này. Sáng dã man luôn nhá. Đây này. Đấy, sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ mua hàng, các bác kiểm tra. Đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn, nếu các bác nào không ưng về cái dòng đèn pin này. Em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn riêng với cái dòng đèn pin này. Nó phải là quá sáng luôn nhá. Đấy, rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây, chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy cũng rất là sáng nhá. Đấy, thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước, rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy, rồi đây là ở phần bên này. Đấy, em sẽ bật bên này chưa. Đó, bật bên này. Đấy, bật bên này có nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy, rất là rộng nhá. À, con này đây, em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá, pha này, và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy, hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này, các bác làm chiếu hai bên. Đấy, có thấy chưa? Đấy, nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy, sáng hai bên này luôn này. Đấy, rất là đa di năng nhá, cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây, sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin thì em đang đi này. Đây các bác nhìn này. Đây. Các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Đấy. Đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá. Đây. Sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây, các bác nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nháy cảnh báo biết này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này. Ui giời. Dã man luôn nhá, một cái con đèn thì em phải công nhận nó sáng mà nó sáng rộng luôn nhá. Đây. Đây em sẽ bật cái cam rộng cho các bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy. Bật cái cam rộng luôn nhá. Đó, đây. Đây, đấy. Sáng dã man, rộng dã man luôn nhá. Đó đây, các bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá, mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy,
Rồi, đấy về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá, độ sáng cực cao luôn.